Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện 2198, hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện bắt đầu đánh dấu hoang cổ thánh thể, tác giả Di Thần, kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé, nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 2706, gấp giấy thuyền thiếu nữ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, giới hải đánh dấu. Trong veo như chuông bạc thanh âm vang lên, lại mang theo sát ý, tại lúc này, có vẻ hơi không đúng lúc. Thiên địa rung chuyển, hư không phá toái, vạn vật trầm luân. Tại đây thật lớn chiến trường. Lại là đột ngột xuất hiện dạng này một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Đây là một thiếu nữ, trên mặt mang theo một tấm giống như khóc giống như cười, có vẻ hơi vụng về mặt nạ quỷ. Trên thân, chẳng qua là một bộ không có chút nào trang trí mộc mạc váy trắng, thậm chí có vẻ hơi phát cũ. Để trần một đôi trong suốt như tuyết non đủ. Dạng này một thiếu nữ, nếu là đổi tại bất kỳ chỗ nào, có lẽ sẽ dẫn tới một chút ghé mắt, nhưng tuyệt đối sẽ không quá mức làm người khác chú ý. Mà bây giờ, nàng xuất hiện ở này, mảnh không có có bao nhiêu người có thể tham gia trung cực chiến trường. Thậm chí, còn một trưởng đánh phía họa nguyên tế chủ, càng khiến người ta khiếp sợ còn ở phía sau. Cái kia họa nguyên tế chủ, vậy mà thật bị đẩy lui. Vô số hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, có thể đem họa nguyên tế chủ đẩy lui, bản thân liền là thực lực biểu tượng. Như trước đó quân thương sinh liền là như thế. Nhưng quân thương sinh là ai? Đây chính là danh chấn giới hải đạo hoàng, thế nhân đều biết. Nhưng vị này thiếu nữ là ai? Không có mấy người biết. Chỉ có tại khởi nguyên vũ trụ một chút đại lão cấp nhân vật, trong mắt mới lộ ra một chút nghi ngờ không thôi. Vị kia, chẳng lẽ là giới uyên bên trong? Hẳn là, ta cũng là lần đầu tiên gặp, không nghĩ tới lại là dạng này một thiếu nữ. Có thể là, nàng làm sao lại hiện tại xuất hiện, còn cứu Vân Tiêu thiếu chủ. Một chút khởi nguyên vũ trụ đại nhân vật đều là một mặt choáng váng. Bọn hắn không nghĩ tới, khởi nguyên vũ trụ, giới uyên bên trong cái vị kia tồn tại, vậy mà ra tới. Vị kia có thể là được xưng là đại cấm kỵ, đại khủng bố, không người dám đi tùy ý trêu chọc tồn tại. Mà lại, vị kia cho tới nay, đều đợi tại giới uyên bên trong, cơ hồ cũng không có đi ra. Nhưng bây giờ, nàng lại xuất hiện, mà lại cứu Quân Tiêu Dao, cái này hết sức để cho người ta chấn kinh. Ca ca, ngươi không sao chứ? Gấp giấy thuyền thiếu nữ nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Mặt nạ quỷ hạ lộ ra hắc diệu thạch xinh đẹp con ngươi. Không có việc gì, đa tạ. Quân Tiêu Dao nói. Hắn chính là tính tới gấp giấy thuyền thiếu nữ sẽ ra tay, cho nên căn bản không sợ họa nguyên tế chủ tuyệt sát. Lúc trước, quỷ diện nữ táng hoàng, bỉ ngạn hoa chi mẫu, mộng đế nam kha mộng, đều là như thế. Quân Tiêu Dao trong lòng thở dài. Mỗi đến lúc này hắn luôn là đến ăn chút cơm chùa. Không có cách, trình độ nào đó nói, đây cũng là quỷ diện nữ đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Hết thảy uy hiếp được ca ca người, đều địch nhân là của ta. Gấp giấy thuyền thiếu nữ, trong con ngươi hiện ra một vệt băng lãnh. Giờ khắc này, khí chất của nàng biến. Phảng phất không còn là cái kia tỉnh tỉnh mê mê, chờ đợi lấy người nào cô tịch thiếu nữ. Mà là một tôn chấp trưởng thế gian chỉ nổi. Vạn linh sinh sát vô thượng nữ đế. Trong lòng của nàng, Quân Tiêu Dao là nàng một mực đau khổ chỗ chờ đợi người. Nàng thật vất vả, mới chờ đến đóa hoa này mở. Hiện tại, lại có người muốn cho đóa hoa này tàn lụi. Gấp giấy thuyền thiếu nữ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng lại lần nữa nhất trưởng vỗ tới, không có cái gì thần thông, bố cục. Hết thảy chỉ tuân theo nguyên thủy nhất trí nhớ cùng bản năng. Đó là khắc sâu tại nàng sâu trong linh hồn đạo pháp. Nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, lại đánh sập thiên địa. Dù cho họa nguyên tế chủ, cũng không cách nào xem nhẹ, lại lần nữa ra tay, cùng hắn va chạm. Quân thương sinh, cũng là nhìn gấp giấy thuyền thiếu nữ liếc mắt, cùng vị kia có chỗ nhân quả, xem ra hắn là thật sự có một loại nào đó duyên. Quân thương sinh cũng không nghĩ ra, Quân Tiêu Dao cùng vị kia lại còn có như vậy liên lụy. Chỉ có thể nói, Quân Tiêu Dao hoàn toàn chính xác rất có phúc phận. Bình thường người nghĩ tiêm nhiễm dạng này nhân quả, đều là ý nghĩ hão huyền. Quân Tiêu Dao lại có thể dạng này đạt được nàng coi trọng cùng bảo vệ, có thể nói không biết sẽ để cho nhiều ít tồn đang ghen tị. Bất quá dạng này cũng tốt. Vị kia lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng là đối phó họa nguyên tế chủ một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ đến nơi này, Quân Thương Sinh lại lần nữa ra tay, trong tay ba thước thanh phong chấn động. Hiên Viên Thanh Tiêu cũng là ra tay. Quân Tiêu Dao thì tỉnh táo lại. Thần linh pháp thân bắt đầu khôi phục. Chẳng qua là lưu lại tín ngưỡng lực không nhiều, không cách nào lại chống đỡ thời gian quá dài. Nghĩ đến nơi này, Quân Tiêu Dao ánh mắt nhìn về phía Dạ Quân Lâm Minh Vương pháp thân. Dạ Quân Lâm vốn là Quân Tiêu Dao Minh Vương thân, tư duy chung, cũng lập tức hiểu rõ, trong lòng có một cái điên cuồng ý nghĩ. Bất quá, vẫn là muốn trước thăm dò một thoáng,
Họa Nguyên Tế Chủ cực hạn ở nơi nào? Quân Tiêu Dao cùng Dạ Quân Lâm lại lần nữa đồng thời ra tay, cũng chấn sát hướng Họa Nguyên Tế Chủ. Lần này, lại lần nữa một trận chiến, giới hải mọi người, rõ ràng cảm giác có không đồng dạng. Có lẽ là bởi vì Họa Nguyên Tế Chủ, trước thừa nhận rồi Hiên Viên Đại Đế cùng Tiên Linh Đế liều mạng nhất kích. Lại thừa nhận rồi Quân Tiêu Dao bốn giáo thiên môn hợp nhất độ thế chi môn nhất kích, hai lần bị thương suy yếu về sau, lại có gấp giấy thuyền thiếu nữ này một cường viện gia nhập. Dẫn đến thế cục có biến hóa. Họa Nguyên Tế Chủ không nữa giống hắn vừa hiện thế lúc, như vậy có vô địch chi tư. Hắn tại chiến đấu, thậm chí, tại quân thương sinh, gấp giấy thuyền thiếu nữ đám người công kích phía dưới, đang lùi lại. Quả thật, đổi lại một cái khác tồn tại, cho dù là thần thoại đế, cũng tuyệt đối vô pháp một người đối kháng quân thương sinh, gấp giấy thuyền thiếu nữ, Hiên Viên Thanh Tiêu, Quân Tiêu Dao, Dạ Quân Lâm năm người hợp lại. Có thể nói, bằng vào điểm này, Họa Nguyên Tế Chủ hoàn toàn chính xác là tuyệt đối cường thế, không phụ hắn mặt nhật tứ thiên khải tên. Nhưng cường thế, dù sao cũng là cường thế, không có nghĩa là vô địch. Mà chỉ cần không phải vô địch, cái kia Họa Nguyên Tế Chủ, liền có sơ hở, cũng không còn là cái kia làm người tuyệt vọng tồn tại. Đến cuối cùng, bọn hắn vậy mà chiến đến Họa Nguyên Tế Chủ hang ổ, Vĩnh Ám Chi Uyên. Nơi này, là giới hải hạch tâm nhất chỗ sâu cũng bởi vì Họa Nguyên Tế Chủ, mà trở thành trung cực cấm địa. Nơi này phẳng phất không ánh sáng, hết thảy điều vật chất đều không tồn tại. Chỉ có là hắc ám nhất khí tức cùng đạo tắc, tại đây bên trong chảy xuôi. Thế nhưng hiện tại, nơi này lại có quang hoa lấp lánh, có thần thông sụp sôi. Quân thương sinh đám người, cùng Họa Nguyên Tế Chủ, chiến đến Vĩnh Ám Chi Uyên. Nơi này phẳng phất là cuối cùng chiến trường, thiên địa quy tắc cùng không gian, cũng cùng bên ngoài khác biệt, vững chắc rất nhiều. Bất quá, dù vậy, này loại đẳng cấp đại chiến, cũng là xuyên thủng thương mang, xé tan bóng đêm hư không. Mà cũng chính là vào lúc này, Quân Tiêu Dao trong óc đã lâu truyền ra hệ thống cơ giới thanh âm. Keng, chúc mừng ký chủ, đã đến đánh dấu, có hay không quét mới. Đánh dấu. Quân Tiêu Dao đúng là sững sờ. Có lẽ là bởi vì thời gian có chút lâu, liền Quân Tiêu Dao đều sửng sốt một cái chớp mắt, mới phản ứng được. Lúc trước hắn còn kích hoạt lên một cái đánh dấu, liền là giới hải, chỉ bất quá, bởi vì giới hải quá mức rộng lớn, cho nên Quân Tiêu Dao căn bản cũng không biết, cụ thể đánh dấu địa điểm, đến cùng ở nơi nào. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao trong óc vang lên hệ thống thanh âm. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Này đánh dấu, đúng là tại Vĩnh Ám Chi Uyên. Bởi vì Vĩnh Ám Chi Uyên, liền là giới hải hạch tâm nhất chỗ sâu, là trung cực cấm địa. Hắn túc hạ chỗ đạp chỗ, liền là giới hải đánh dấu địa. Đánh dấu. Quân Tiêu Dao trong lòng đọc thầm. Vượt ngang lâu như thế đánh dấu, đến tột cùng có thể đánh dấu cái gì, có hay không đối với hắn một trận chiến hắc họa có chỗ trợ lực. Keng, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thập tinh ban thưởng. Vô thượng tiên pháp tha hóa tự tại đại pháp, chương 2707, vô thượng tiên pháp, hắn hóa tự tại, Họa Nguyên Tế Chủ chuẩn bị ở sau, thôn thế tà thần. Vô thượng tiên pháp, tha hóa tự tại đại pháp, Quân Tiêu Dao thần sắc đều là nhịn không được chấn động. Hắn lần trước đánh dấu tiên pháp, vẫn là tiểu túc mệnh thuật, nhưng cũng chỉ là tiên pháp cấp bậc mà thôi. Mặc dù cũng so với bình thường tiên pháp hiếu thắng, nhưng đằng trước cũng không có vô thượng hai chữ. Mà này tha hóa tự tại đại pháp, phía trước có vô thượng nhị chữ. Rõ ràng, từ nơi này cũng có thể thấy được, cho dù là tại tiên đạo lĩnh vực, tha hóa tự tại đại pháp, cũng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Mà liền tại đánh dấu chớp mắt sau, một cỗ không cách nào tưởng tượng cuồn cuộn tin tức hồng lưu, trực tiếp là tràn vào Quân Tiêu Dao trong óc. Loại kia tin tức mật độ cùng trình độ phức tạp. Dù là Quân Tiêu Dao bực này tuyệt thế yêu nghiệt, đều là có một loại trong óc phẳng phất muốn bắn nổ cảm giác. Như vậy huyền diệu tinh thâm pháp môn, quá mức kinh khủng. Có thể nói, ngoại trừ Quân Tiêu Dao, những người khác, dù cho đại đế tồn tại, nhận như vậy trùng kích, nguyên thần đều sẽ sụp đổ. Bởi vì loại kia pháp, căn bản cũng không phải là này loại tầng cấp tồn tại, càng đủ lý giải cùng tiếp nhận tồn tại. Chính là bởi vì Quân Tiêu Dao có nghịch thiên yêu nghiệt thiên phú, còn có dị số chi vương vô thượng tư chất, rồi mới miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Mà Quân Tiêu Dao, tại miễn cưỡng thô sơ giản lược cảm thụ một phiên sau, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn không thi triển ra được, không sai. Mặc dù này môn vô thượng tiên pháp, cực độ nghịch thiên, thậm chí thần thoại đế gặp đều sẽ điên cuồng, muốn có được. Nhưng này thi triển ra điều kiện, cũng đồng dạng hà khắc. Cũng không phải Quân Tiêu Dao cái này chuẩn đế có thể thi triển ra. Cần thiết tiêu hao năng lượng, quá mức kinh khủng, liền thần linh pháp thân đều khó có thể chịu đựng. Có khả năng nói như vậy, dù cho Quân Tiêu Dao, chẳng qua là dẫn dắt ra tha hóa tự tại đại pháp một tia lực lượng, đều tuyệt đối là át chủ bài cấp bậc đại sát chiêu. Thế nhưng, làm sao không có điều kiện này? Này sẽ rất khó chịu. Rõ ràng đánh dấu một cái tuyệt đối kinh khủng tiên pháp đại thần thông.
nếu là thi triển đi ra, họa nguyên tế chủ đều có thể diệt sát. Thế nhưng, lại không cách nào tế ra. Mà so sánh dưới, quân Tiêu Dao trước đó đánh dấu tiên pháp, tiểu túc mệnh thuật, bị hắn lĩnh hội rất lâu. Cũng là lĩnh ngộ ra một ít biến hóa mới, có thể làm át chủ bài sát chiêu. Ngay tại quân Tiêu Dao nỗi lòng lưu chuyển thời khắc, bên này đại chiến cũng đã đạt tới quyết liệt. Quân Thương Sinh, gấp giấy thuyền thiếu nữ đám người, cùng họa nguyên tế chủ, chiến đến hắc ám hư không đều đang sôi trào. Trải qua hai lần bị thương suy yếu sau, họa nguyên tế chủ cũng không cách nào lại như vừa hiện thế lúc như vậy, có được nghiền ép hết thảy thực lực. Tại Vĩnh Ám Chi Uyên bên ngoài, giới hải đại quân thấy cảnh này, trong lòng bỗng dưng bay lên một loại hy vọng. Có lẽ, có thể thành công. Ở kiếp này thật có thể trực tiếp tiêu diệt họa nguyên tế chủ, triệt để chung kết giới hải hắc họa. Mà liền tại tất cả mọi người ôm lấy hy vọng thời khắc. Bên này, tại cùng hoàng đế rằng có tam sinh đế chủ, khóe miệng mang theo một vệt băng lãnh. Thật sự là ngu muội thế nhân, như hắc họa thật dễ giải quyết như vậy, làm sao lại bừa bãi tàn phá như thế lâu đời kỷ nguyên. Thôi được, ký thác hy vọng, khiến cho phá toái, cuối cùng lại mang đến trung cực tuyệt vọng. Này có lẽ liền là thiên khải bốn kỵ sĩ mang đến tận thế chân lý đi. Tam sinh đế chủ, thân là cùng họa nguyên tế chủ có hợp tác tồn tại. Hắn lại quá là rõ ràng, họa nguyên tế chủ, đến tột cùng là hạng gì làm người tuyệt vọng tồn tại. Tại Vĩnh Ám Chi Uyên, đại chiến đến sôi trào. Một chiêu đến cực điểm va chạm qua đi. Họa nguyên tế chủ thân thể lại lần nữa lui ra phía sau, chỉnh cá nhân trên người hắc ám khí tức, trở nên càng thêm mờ nhạt rất nhiều. Liền muốn thành công rồi sao? Hiên Viên Thanh Tiêu, giờ phút này trên thân kim giáp cũng có vết rách, tại phá toái. Mặc dù họa nguyên tế chủ trạng thái không gọi được tốt, nhưng bọn hắn cũng không phải không có hao tổn. Quân Thương Sinh nghe nói như thế, ánh mắt của hắn thâm thúy, biểu lộ không có cái gì buông lỏng trí. Quân Tiêu Dao cùng Dạ Quân Lâm cũng là sắc mặt đóng băng. Căn cứ kinh nghiệm, Quân Tiêu Dao biết Mạt Nhật Tứ Thiên Khải không phải dễ giải quyết như vậy nhân vật. Quả nhiên, họa nguyên tế chủ đang hô hấp, trong miệng mũi có màu đen khí tức tại tuần hoàn. Hắn dưới mặt nạ vô hình tầm mắt quét qua ở đây mấy người. Rất tốt, ta không nghĩ tới sẽ cùng các ngươi chiến đến tận đây. Các ngươi thật vô cùng ngoài người ta dự liệu, để cho ta nhớ tới ban đầu, buông xuống giới hải lúc, cùng ta tranh chấp một nhóm kia tiên dân. Quân Tiêu Dao biết, họa nguyên tế chủ trong miệng nói tới tiên dân. Hẳn là giới hải sớm nhất một nhóm kết cục đã định bộ tộc, cũng chính là Hiên Viên nhất tộc, Vân Thánh Đế cùng nhóm thế lực. Nhưng cho dù là bọn hắn, cuối cùng cũng chỉ là mượn nhờ toàn bộ giới hải cùng khởi nguyên thánh thụ lực lượng, mới có thể chấn áp ta. Bọn hắn không diệt được bản tế chủ, các ngươi đồng dạng. Họa nguyên tế chủ nói xong. Trên người hắn nguyên bản đạm bạc khí tức, bỗng nhiên lại lần nữa tăng vọt. Tựa như muốn yên lặng núi lửa hoạt động, lại lần nữa phun trào, cái kia cỗ bộc phát ra hắc ám khí tức cùng lực lượng, thậm chí còn muốn thắng qua hắn vừa hiện thế khi đó. Cuồn cuộn hắc ám lang yên, như giếng phun, theo họa nguyên tế chủ trong cơ thể bộc phát ra. Cái kia hắc ám lực lượng, tràn ngập giữa thiên địa. Mà sau lưng họa nguyên tế chủ, phảng phất có một đạo cực kỳ kinh người thân ảnh hiển hiện. Thân ảnh kia, quá mức khổng lồ. So với trước xuất hiện Vệ Thiên Tà Ma Vương, còn muốn lớn rất nhiều, phảng phất căng cứng toàn bộ Vĩnh Ám Chi Uyên. Liền sao trời, đều tựa như hắn trong tay cát sỏi nhỏ bé. Cái kia, đó là cái gì? Vĩnh Ám Chi Uyên bên ngoài, vô số giới hải đại quân sinh linh, thấy họa nguyên tế chủ sau lưng hiện ra khủng bố ma ảnh. Cả đám đều phảng phất bị giữ lại cổ họng, vẻ mặt đỏ lên, tê cả da đầu. Cuối cùng muốn bắt đầu nghiêm túc sao, giới hải tận thế, thật muốn tới. Tam sinh đế chủ thấy ma ảnh kia, khẽ lắc đầu thở dài. Cái này, hắn cái kia một thân, vậy mà khôi phục đến mức độ này. Hoàng đế sắc mặt cũng là biến. Thân là Hiên Viên nhất tộc nhất cổ lão già, hắn tự nhiên sẽ hiểu một chút che giấu. Hoàng đế, hiện tại ngươi hiểu rõ, vì cái gì ta lựa chọn cùng hắc họa hợp tác, đứng tại hắn phía bên nào sao? Bởi vì, yên thế hắc họa vô pháp ngăn cản, đây là không ai có thể thay đổi số mệnh. Tam sinh đế chủ chắp tay. Hắn hiện tại cũng không cần lại ra tay liều mạng. Chờ họa nguyên tế chủ giải quyết quân Tiêu Dao đám người. Hết thảy đều kết thúc. Vĩnh Ám Chi Uyên bên trong, hắc ám khí tức tại gột rửa. Họa nguyên tế chủ sau lưng, cái kia đạo vô biên to lớn ma ảnh, cũng là cuối cùng hiện ra ở thế người trước mặt. Cái kia rõ ràng là một đầu hình người ma thần, toàn thân hắc giáp, mọc đầy gai. Còn có rất nhiều rậm rạp dài nhỏ tóc đỏ, theo hắc giáp bên trong lan tràn mà ra, phảng phất là cương thi sinh ra thi mao. Bắt mắt nhất chính là, đầu này ma thần đầu, không có có mắt mũi chờ ngũ quan. Chỉ có một tấm thôn phệ hết thảy miệng lớn, sâm bạch răng nanh đan sen, phẳng phất hé miệng, liền có thể thôn phệ thế gian. Đầu này khổng lồ ma thần, tản mát ra bóng đêm vô tận khí tức. Thậm chí so giờ phút này họa nguyên tế chủ khí tức, còn phải cường đại hơn một chút.
đây là cái gì? Dù cho quân Tiêu Dao đều là khẽ giật mình. Quái vật này thật có chút dọa người rồi. Trước đó Phệ Thiên Tà Ma Vương theo hình thể cùng khí tức phương diện hoàn toàn không cách nào cùng hắn so sánh. Quân Thương Sinh thấy thế cũng là khe khẽ thở dài, ánh mắt có một vệt ngưng trọng, sau đó chậm rãi nói: Thôn Thế Tà Thần, chương 2708, chân chính tuyệt vọng, không có đường lui, nhất quyết sinh tử. Thôn Thế Tà Thần. Quân Tiêu Dao sửng sốt, hắn đối với Họa Nguyên Tế Chủ không tính là hiểu, tự nhiên không rõ ràng trong đó che giấu. Quân Thương Sinh thần niệm khẽ động, đem tin tức truyền đưa cho hắn. Quân Tiêu Dao hiểu rõ trong đó tình huống về sau, cũng hơi hơi giật mình. Không nghĩ tới, Yên Thế Hắc Họa Chi Nguyên, cũng không phải là một cái, mà là hai cái, hoặc là nói một cách khác, Họa Nguyên Tế Chủ, chính là song sinh chi thể. Họa Nguyên Tế Chủ, song sinh thể một trong, trưởng khống yên diệt lực lượng. Mà Thôn Thế Tà Thần, thì là một cái khác thể, trưởng khống thôn vệ chi lực. Yên diệt lực lượng cùng thôn vệ chi lực, đây cũng là hắc họa nắm trong tay hai đại lực lượng. Quân Tiêu Dao giật mình, hiểu rõ trước đó, vì sao Họa Nguyên Tế Chủ, phần lớn điều động yên diệt lực lượng, mà không có sử dụng thôn vệ chi lực. Nguyên lai, chân chính trưởng khống thôn vệ chi lực chính là đầu này Thôn Thế Tà Thần, mà này song sinh chi thể, cùng Quân Tiêu Dao nhất khí hóa tam thanh khác biệt, là một loại trời sinh hình dáng, lực lượng tương dung. Nói cách khác, muốn triệt để tiêu diệt hắc họa, liền muốn đồng thời diệt sát đi Họa Nguyên Tế Chủ cùng Thôn Thế Tà Thần. Người nào có thể làm được, một cái Họa Nguyên Tế Chủ liền mang đến áp lực lớn như vậy, tựa như diệt thế. Hiện tại lại thêm một cái ngang cấp tồn tại, tương đương với lực lượng gấp bội, liền hỏi thế thì còn đánh như thế nào? Dù cho tâm tính cứng cỏi như Quân Tiêu Dao, giờ phút này đều là nhịn không được, chậm rãi thở ra một hơi. Khó trách này Yên Thế Hắc Họa, giới hải khó mà diệt trừ, chỉ có thể phong ấn. Cái này đích xác là có chút biến thái, quá mức khó dây dưa, cơ hồ đánh không chết, nhi đồng lúc, vĩnh ám chi uyên bên ngoài. Một chút rất có lịch duyệt lão già, hóa thạch sống nhân vật, cũng là nói ra Thôn Thế Tà Thần tên. Lần này, giới hải vô số sinh linh, lập tức vỡ tổ. Bởi vì trong đó tuyệt đại đa số tồn tại, căn bản không biết được, trong đó còn có này loại che giấu. Vì cái gì, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói, trước đó Họa Nguyên Tế Chủ, cũng không phải là hắn toàn bộ lực lượng. Đáng chết, rõ ràng hy vọng đang ở trước mắt, vì sao? Mấy người nhịn không được kêu to, khó mà tiếp nhận. Nhưng càng nhiều người, thì là yên lặng. Một loại tuyệt vọng không khí, đang trầm mặc ở giữa tràn ngập. Vân Khê, Đông Phương Ngạo Nguyệt, Nguyệt Chỉ Lam. Còn có thật nhiều rất nhiều người, đều là nhìn về phía Vĩnh Ám Chi Uyên. Nhìn về phía cái kia mấy bóng người. Đặc biệt là nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Có thể nói, nếu như không có Quân Tiêu Dao, trận này hắc họa cuộc chiến, giới hải bên này, sợ là đã sớm trầm luân, hóa thành đất khô cằn. Nhưng Quân Tiêu Dao mạnh mẽ dùng sức một mình xoay chuyển trời đất, đem chiến cuộc lôi kéo đến nỗi này. Nhưng ai có thể nghĩ tới, lớn nhất tuyệt vọng hiện tại mới buông xuống. Giờ phút này, vô số người tầm mắt rơi vào Quân Tiêu Dao trên thân. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, như Quân Tiêu Dao còn trẻ như vậy hậu bối, giờ phút này đến tột cùng gánh chịu lấy như thế nào áp lực. Quân Tiêu Dao áo trắng bóng lưng hết sức phẳng phiu, thon dài như trúc. Nhưng giờ phút này, đối mặt Họa Nguyên Tế Chủ cùng Thôn Thế Tà Thần, này hai đại hắc họa nguyên đầu, đổi thành bất luận cái gì người, đều sẽ có vẻ vô cùng nhỏ bé. Quân Tiêu Dao nhẹ thở ra một hơi, đúng là nhẹ nhẹ cười cười. Không nghĩ tới, hắn lại đến loại tình trạng này. Kỳ thật, Quân Tiêu Dao tự nhận là, hắn thật không phải cái gì đại anh hùng. Nếu như chỉ có Quân Tiêu Dao một người cô đơn, hắn giờ phút này sợ là đã sớm rút đi rời đi. Thế nhưng, hắn không thể lui a. Quân Tiêu Dao quay đầu nhìn một cái, mẹ ruột của hắn Nguyệt Chỉ Lam, muội muội Vân Khê, Đông Phương Ngạo Nguyệt, những cái kia tộc nhân, thân nhân, đương nhiên còn có Khương Thánh Y, hắn vừa lui, đằng sau những người này làm sao bây giờ? Hắn có khả năng không quan tâm chúng sinh, lại không thể không thèm để ý thân nhân của hắn. Tiêu Dao, ngươi dự định như thế nào? Quân Thương Sinh thần niệm truyền hướng Quân Tiêu Dao, ý nghĩa nghĩ rất rõ ràng. Họa Nguyên Tế Chủ tăng thêm Thôn Thế Tà Thần. Nói thật, Quân Thương Sinh đều cảm thấy rất khó giải quyết, muốn diệt giết, cơ hội càng là xa vời. Quân Thương Sinh không sợ Họa Nguyên Tế Chủ, thậm chí không sợ Thôn Thế Tà Thần. Nhưng tương tự, hắn cũng không làm gì được, cho nên hắn muốn biết Quân Tiêu Dao là ý kiến gì. Như Quân Tiêu Dao muốn lui, hắn có khả năng đem Quân Tiêu Dao bên người những cái kia người trọng yếu cùng một chỗ mang đi. Quân Tiêu Dao tự nhiên cũng hiểu rõ Quân Thương Sinh ý tứ. Thế nhưng, mặc dù những người thân kia nguyện ý theo hắn rời đi, như vậy, những người khác đâu? Vân Thị Đế Tộc, Vân Thánh Đế Cung đâu? Bọn hắn căn tại giới hải, căn bản cũng không khả năng cả tộc rút lui. Đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình.
mà Quân Tiêu Dao trước đó cũng đã nói, Vân Thị Đế Tộc không phụ hắn, hắn nhất định không phụ Vân Thị Đế Tộc. Còn có hắn những cái kia hồng nhan, bằng hữu, thủ hạ, quân đế đình mọi người. Thậm chí còn có, cái kia một mực rơi xuống không rõ phụ thân, Thiên Nhai Đại Đế, Vân Thiên Nhai, bọn hắn làm sao bây giờ, sâu thở ra một hơi. Quân Tiêu Dao tầm mắt hồi trở lại xem Quân Thương Sinh lắc đầu thở dài, cười nói, nhất tổ đại nhân, thật có lỗi, vãn bối đi không được. Hôm nay, ta Quân Tiêu Dao cùng Hắc Họa, dù sao cũng phải chết một cái. Quân Tiêu Dao dùng Tối Vi bình thản nhẹ nhõm lời nói ra nhất quyết tuyệt lời. Không sai, hắn cùng Hắc Họa chỉ có thể nhất quyết sinh tử, lại không thứ hai con đường. Quân Thương Sinh nhìn xem Quân Tiêu Dao, cái kia tờ xuất trần tuấn tú dung nhan, cũng là a một tiếng, lộ ra cười nhạt. Không hổ là ta Quân gia kiệt xuất nhất hậu nhân. Ta Quân Thương Sinh, cùng ngươi một trận chiến lại có làm sao? Quân Thương Sinh, tu đạo rất lâu, vân du tứ phương, tâm tính sớm đã là hòa hợp hoàn mỹ, không có chút rung động nào. Thế nhưng giờ phút này, hắn lại là sinh ra một loại đã lâu máu nóng cảm giác. Phảng phất về tới đã từng tuổi nhỏ lúc, giận dữ rút kiếm, thiên hạ phải sợ hãi cái kia đoạn máu nóng tuế nguyệt. Tuổi trẻ, thật tốt. Quân Thương Sinh trong lòng thở dài. Quân Tiêu Dao vừa nhìn về phía Hiên Viên Thanh Tiêu. Hiên Viên Thanh Tiêu không nói bất luận cái gì lời, cặp kia quyết nhiên màu vàng kim đôi mắt đẹp, liền đã biểu đạt hết thảy. Nàng muốn chiến đến cùng, vì nàng hy sinh phụ thân, vì tộc nhân, vì nàng đã từng phạm vào tội, đến mức gấp giấy thuyền thiếu nữ, liền càng không cần phải nói, Quân Tiêu Dao không lùi, nàng không lùi. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao tầm mắt rơi vào Họa Nguyên Tế Chủ trên thân. Hắn cùng phía sau hắn thôn thế tà thần, hắc ám khí tức hợp nhất. Rõ ràng là hai cỗ thân thể, lại là khí tức tương dung, khủng bố vô biên. Ngươi thật để cho ta ngoài ý muốn. Thấy Quân Tiêu Dao đám người không có rút lui, Họa Nguyên Tế Chủ là thật bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng Quân Tiêu Dao sẽ trực tiếp rút đi. Hôm nay, đạt được cái sinh tử, có cái kết cục. Quân Tiêu Dao nói. Tốt, ta thành toàn các ngươi. Họa Nguyên Tế Chủ cũng là không nói nhảm nữa. Hắn một tay nâng lên, sau lưng, thôn thế tà thần đồng dạng phát ra gào thét. Hai thân lực lượng tương dung, một cỗ vô biên khủng bố, phảng phất có thể làm chư thiên quần tiên sa đọa khủng bố hắc ám lực lượng, như cuồng chiều bao phủ mà ra. Hắc Họa Yên Thế, chư giới đại táng. Đây là Họa Nguyên Tế Chủ cấm kỵ đại thuật, một khi thi triển mà ra, phảng phất muốn yên diệt thế gian, táng đi chư giới. Toàn bộ Vĩnh Ám Chi Uyên, giờ phút này đều phát ra trước nay chưa có chấn động, cái kia gợn sóng quá mức khủng bố, Quân Thương Sinh đám người, cũng là không dám khinh địch, đều là tế ra mạnh mẽ cực chiêu. Quân Thương Sinh nhất kiếm sáng chói diệu thiên địa phương, chính là hắn lĩnh ngộ chi chiêu, vạn pháp vừa diệt, vãng sinh chi kiếm, Hiên Viên Thanh Tiêu cũng là đem tâm đầu huyết, rơi vào Nhân Hoàng kiếm lên. Giờ khắc này, phía sau nàng, phảng phất có Hiên Viên Đại Đế thân ảnh xuất hiện, hai người cùng nhau xuất kiếm, hoàng kim khí tức sục sôi, Nhân Hoàng uy áp che trời, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, gấp giấy thuyền thiếu nữ, cũng là ra tay, vô cùng đơn giản, có mưa hoa bay tán loạn. Mỗi một cánh hoa bên trong, đều phẳng phất có một cái thế giới. 3.000 cánh hoa, 3.000 thế giới, đây là khắc họa nàng tại linh hồn, thuộc về quỷ diện nữ đế Pháp, đến mức Quân Tiêu Dao cùng Dạ Quân Lâm, hai người cũng là đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Thần linh Pháp thân cùng Minh Vương Pháp thân, đều bộc phát ra run rẩy chư thiên khí tức. Tất cả thể chất dị tượng, giờ phút này đều tại tỏa ánh sáng, phổ chiếu làm lớn. Đủ loại bản nguyên đại đạo thần thông, năng lực thiên phú, cũng đều là thi triển mà ra. Như diệt thế hồng lưu, đây là xưa nay chưa từng có va chạm, nhưng nguyên bản ám trầm Vĩnh Ám Chi Uyên đều là bạo phát ra kinh người quang. Cái kia cỗ gợn sóng, phảng phất muốn điên đảo hơn thế gian, quay lại hư không thời gian khí tức đều mông lung. Thật giống như là muốn tái diễn thiên địa, hỗn độn tràn ngập. Mà giới hải, hắc họa lưỡng giới, vô số sinh linh, vô số đạo tầm mắt, đều là hướng về Vĩnh Ám Chi Uyên. Lần đụng chạm này, có lẽ có thể xác định trận này hắc họa cuộc chiến thắng cùng bại. Chương 2709, song thân hợp nhất, pháp thân tương dung, nhất niệm thần ma. Cái kia cỗ va chạm kịch liệt, khiến cho chư thiên chấn động. Toàn bộ Vĩnh Ám Chi Uyên đều đang chấn động. Mặc dù có đặc thù thiên địa pháp tắc, nhưng giờ phút này cũng cảm giác phảng phất muốn bị đánh rách tả tơi. Hắc ám hư không sôi trào. Chút xuống ra dư ba phá hủy vô số không gian. Giới hải đại quân cùng hắc họa bộ tộc, cũng là lần nữa lui ra phía sau. Nhưng bọn hắn lực chú ý, đều chăm chú nhìn Vĩnh Ám Chi Uyên. Muốn biết kết quả, ức vạn dặm hắc ám thương khung đều tại sụp đổ, Vĩnh Ám Chi Uyên chỗ sâu, bị đánh đến hỗn độn khí đều bộc phát ra, mông lung giữa thiên địa. Mà liền tại như vậy làm người gần như nghẹt thở trong khi chờ đợi. Hết thảy cảnh tượng dương tại trước mắt mọi người. Quân Thương Sinh, cầm kiếm tay, đang rỉ máu.
mạnh như đạo hoàng, cuối cùng cũng là bị thương, khóe miệng cũng có một vệt máu tươi tràn đầy. Đồng thời, trên người hắn, có hắc ám khí tức quấn quanh, nhưng bị quân thương sinh dùng đại đạo phủ văn, cổ lão chân ngôn trấn áp. Gấp giấy thuyền thiếu nữ, mặt nạ quỷ hạ, đồng dạng có một vệt tái nhợt. Nàng chẳng qua là quỷ diện nữ đế nhất thế thân, không phải chân chính quỷ diện nữ đế. Thực lực mặc dù khủng bố, nhưng cũng không thể mạnh đến siêu việt hết thảy. Đến mức Hiên Viên Thanh Tiêu, thương thế càng nặng, một thân kim giáp phá toái, nhân hoàng kiếm đều là có máu tươi trượt xuống. Không phải họa nguyên tế chủ máu, là chính nàng máu. Đến mức quân Tiêu Dao, dạ quân Lâm, thần linh pháp thân cùng minh vương pháp thân đều là ảm đạm, phảng phất lực lượng muốn hao hết. Quân Tiêu Dao, trong cơ thể thần linh bất diệt thuật tại vận chuyển, đây là sinh thư bên trong thủ đoạn tại trợ hắn khôi phục. Mà một bên khác đâu, họa nguyên tế chủ mặc dù so với trước đó, tựa hồ muốn càng chật vật một chút. Thậm chí mặt nạ trên mặt, đều là xuất hiện vết dạn. Máu tươi chảy xuống mà xuống. Nhưng hắn thủy chung sừng sững hắc ám phía trên. Mà phía sau hắn thôn thế tà thần, trên thân cũng có miệng vết thương, là một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm thương, cơ hồ sò xuyên qua hắn thân. Là quân thương sinh lưu lại. Miệng vết thương kia, khói đen không ngừng tỏ khắp, tựa hồ có một loại nào đó mạnh mẽ hắc ám lực lượng, tại khiến cho khép lại. Thôn thế tà thần bị thương, nhưng rõ ràng cũng không phải loại chí mạng đó thương. Bại. Giới hải đại quân bên này, không biết là người nào, tự lẩm bẩm, mang theo một luồng tuyệt vọng nói. Không sai. Mặc dù quân Tiêu Dao đám người kiệt lực ra tay, vẫn như cũ vô pháp dung chuyển họa nguyên tế chủ cùng thôn thế tà thần. Song sinh chi thể, quá cường đại. Mà lại một thân chấp trưởng yên diệt lực lượng, một thân chấp trưởng thôn vệ chi lực, cơ hồ vô khuyết, không có cái gì sơ hở. Khó trách hắc họa sẽ trở thành làm danh giới biển ác mộng. Cái này đích xác là ác mộng, căn bản là không có cách chiến thắng ác mộng. Một loại bi ai cảm xúc đang tràn ngập. Giới hải đại quân bên này, thế lực khắp nơi, đế tộc, tam giáo, khởi nguyên vũ trụ thế lực các loại, đều trầm mặc. Bọn hắn đã tận lực. Trước đó chém giết, huyết chiến, thi cốt chồng chất núi, máu chảy thành sông, tam hoàng bích lũy, không biết có nhiều ít giới hải tu sĩ sinh linh, chôn xương trong đó. Sau này, các đại chí cường ra tay, một trận chiến họa nguyên tế chủ, cũng là tận tâm tận lực. Nhưng cuối cùng, kết quả vẫn là như thế. Vô lực hồi thiên, vô pháp vãn hồi. Bọn hắn đã tận lực, nhưng làm sao, đối thủ này, quá cường đại, quá mức làm người tuyệt vọng, cảm thụ được bầu không khí như thế này. Họa nguyên tế chủ, mặc dù bị thương, thế nhưng lại có một loại vui vẻ. Thân là mặt nhật tứ thiên khải một trong, tản náo động cùng kinh khủng thiên khải bốn kỵ sĩ. Hắn thích nhất thấy, liền là này chúng sinh tuyệt vọng, thương sinh bi thương hình ảnh. Cỡ nào làm người vui vẻ. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Họa nguyên tế chủ thì thào. Chờ giải quyết hết trước mắt mấy người kia, liền bắt đầu ngầm chiếm giới hải. Đem chọn cái giới hải lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Về sau, lại vượt qua đê đập, đi tới thôn phệ cửu thiên tiên vực. Lại sau đó, thì là chỗ xa hơn. Mà liền tại họa nguyên tế chủ trong lòng, có mỹ diệu tưởng tượng lúc. Một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên, nghe được thanh âm này, họa nguyên tế chủ tầm mắt đều là một trầu. Không chỉ như thế, tại vĩnh ám chi uyên bên ngoài, vô số đang chăm chú tầm mắt, cũng là bỗng nhiên ngưng lại. Thanh âm nơi phát ra, là quân Tiêu Dao. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem họa nguyên tế chủ. Cũng không xê xích gì nhiều đi. Ngươi đang nói cái gì? Họa nguyên tế chủ ngữ khí đạm mạc. Ngươi cực hạn, cũng gần như nhanh đến. Năng lượng của ngươi, chống đỡ không được thời gian quá dài, ngươi cần thôn phệ, càng nhiều tồn tại mới có thể dùng duy trì loại cảnh giới này trạng thái. Quân Tiêu Dao, ánh mắt như đao, đâm thẳng họa nguyên tế chủ. Thiên địa nhất tịch. Tất cả mọi người, đều là nhìn về phía quân Tiêu Dao. Coi như, quân Tiêu Dao nói không sai lại như thế nào, bọn hắn, đã gánh không được họa nguyên tế chủ cùng thôn thế tà thần thủ đoạn. Cho nên, đừng nói ta có hay không đã đạt đến cực hạn, coi như là, lại như thế nào. Còn có thôn thế tà thần, cũng không phải các ngươi có thể chiến thắng tồn tại. Quân Tiêu Dao tầm mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm họa nguyên tế chủ. Ngươi chắc chắn chứ? Quân Tiêu Dao vừa dứt lời. Toàn trường đều là sửng sốt một cái chớp mắt, có chút mộng. Quân Tiêu Dao lời này, là có ý gì? Hắn hít thở sâu một hơi. Quân Tiêu Dao trước đó trong đầu, liền có ý tưởng điên cuồng này, chỉ là lần đầu tiên nếm thử. Còn không biết kết quả đến tột cùng như thế nào. Họa nguyên tế chủ, một chiêu này, quyết sinh tử. Quân Tiêu Dao dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Dạ Quân Lâm. Trở về. Dạ Quân Lâm, tóc trắng phất phới, không có chút nào chần chờ, thân hình cất bước, cùng quân Tiêu Dao va chạm. Oanh, thiên địa rúng động, Dạ Quân Lâm, trở về quân Tiêu Dao chi thân. Một cỗ trước nay chưa có lực lượng, tràn đầy quân Tiêu Dao chi thân, khiến cho mệt mỏi thân thể, phảng phất đều là một lần nữa tỏa ra sức sống. Này liền là của ngươi biện pháp.
Thấy Quân Tiêu Dao cử động, Họa Nguyên Tế Chủ đều là nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh. Thật đúng là ngây thơ a. Nhưng còn không đợi Họa Nguyên Tế Chủ tiếng cười hạ xuống, ở đây tất cả mọi người, bao quát Vĩnh Ám Chi Uyên bên ngoài lưỡng giới đại quân, đều là cực kỳ chấn động, tê cả da đầu, bởi vì cái kia Dạ Quân Lâm Minh Vương pháp thân đồng dạng bắt đầu cùng Quân Tiêu Dao thần linh pháp thân tương dung, một màn này quá mức rung động. Thần linh pháp thân sau đầu lục đạo thần hoàn chuyển động, hỗn thân ánh vàng tràn đầy, phảng phất một tôn thiên đế thần chỉ. Minh Vương pháp thân người khoác minh giáp, tóc trắng tung bay, phảng phất một tôn trấn áp chư ngục vạn thế minh vương. Hai cỗ người vạn trượng pháp thân tại lúc này dần dần tương dung, thần ma hợp nhất, cỗ lực lượng kia khiến cho chư thiên vì đó run rẩy. Thần ngự cửu thiên, ma trấn cửu u, mà khi thần cùng ma kết hợp với nhau, cái kia chính là hạng gì tồn tại. Nhất niệm thần ma càn khôn loạn, chấn thiên tuyệt địa quỷ thần kinh, một đạo không cách nào tưởng tượng to lớn cuồn cuộn hình bóng, theo dung hợp trong ánh sáng, vụt lên từ mặt đất. Như vậy thân hình, vượt xa 10 vạn trượng, phảng phất thật trở thành sừng sững chư thiên duy nhất thần chỉ. Sao trời, tại đạo thân ảnh này trước mặt, đều so bụi trần còn muốn nhỏ bé. Mà cái này đạo pháp thân thân ảnh, đã không thể so với thôn thế tà thần nhỏ. Phảng phất căng ra thiên địa, hóa thành khai thiên thần chỉ, giờ khắc này, giới hải hết thảy thế giới vũ trụ đều có thể thấy này đạo vĩ ngạn vô cùng thần chỉ hình bóng. Khí tức kinh khủng, bao phủ toàn bộ giới hải, hỗn loạn 3.000 thế giới. Giới hải vô số thế giới vũ trụ, vô số sinh linh tu sĩ, đều là ngước đầu nhìn lên, nhìn xem cái kia một đạo đứng sừng sững thiên địa, như hàng thế thần linh vĩ ngạn thân ảnh. Ra ra, cái kia, là cái gì? Một cái tiểu oa nhi, nãi thành nãi khí nói, còn căn bản không rõ ràng, giới hải đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà một bên lão giả, nhìn xem cái kia bất thế thân ảnh, ánh mắt động dung, sau đó nói, là, hy vọng, chương 2710, chúng sinh nguyện lực gia trì, giới hải hy vọng duy nhất. Quân Tiêu Dao, tóc dài phất phới, tay áo phần phật, sau lưng hắn, không có gì sánh kịp pháp thân, căng cứng thiên địa, phảng phất muốn phá vỡ càn khôn. Hắn tích chứa lực lượng, khủng bố tới cực điểm, tiết lộ ra mỗi một sợi khí tức, đều làm hắc ám hư không tại vô thanh vô tức sụp đổ. Thật đúng là thành công. Quân Tiêu Dao trong lòng thở dài. Lúc trước hắn cũng là trong đầu bỗng nhiên nhảy ra ý nghĩ này. Nếu Dạ Quân Lâm có thể trở về hắn thân, vì cái gì Minh Vương pháp thân không thể cùng thần linh pháp thân dung hợp, lại cùng nhau đâu? Duy nhất cần muốn cân nhắc, liền là hai cỗ pháp thân lực lượng tương xung. Bất quá cũng may, này hai cỗ pháp thân, đều tại Quân Tiêu Dao trưởng khống phía dưới. Tăng thêm Quân Tiêu Dao yêu nghiệt thiên tư, mới có thể đem sự hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cả hai dung hợp về sau, uy lực cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy, mà là hiện lên chỉ số cấp tăng vọt, vĩ ngạn pháp thân, đứng sừng sững giữa thiên địa, sau đầu lục đạo thần hoàn chuyển động. Nhưng dưới chân, lại có vô biên cửu u minh ngục đang tràn ngập, chấp trưởng lục đạo luân chuyển, chân đạp cửu u địa ngục, giờ khắc này, thần cùng ma kết hợp, tạo ra được chính là một tôn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Duy nhất đáng tiếc là, mặc dù dung hợp ra bực này pháp thân, mong muốn thi triển ra tha hóa tự tại đại pháp, cũng là 10 điểm khó khăn. Thế nhưng, lại có thể thi triển ra Quân Tiêu Dao lĩnh hội tiểu túc mệnh thuật, diễn sinh ra biến hóa mới. Tiểu túc mệnh thuật, đồng dạng là huyền diệu khó lường tiên pháp, dù cho tại tiên đạo thần thông bên trong, cũng tuyệt đối không phải đơn giản tồn tại. Quân Tiêu Dao, cao giọng vừa quát, theo thần linh pháp thân thanh âm, chấn động thiên địa, truyền khắp toàn bộ giới hải. Chúng sinh cho ta mượn nguyện lực. Hạo đáng thanh âm, nổ vang thương mang, vang vọng tại mỗi một cái giới hải sinh linh bên tai. Vô số tu sĩ, vì đó run sợ. Nhìn về phía cái kia vô nhân khu phần cuối vĩ ngạn thân ảnh, là Vân Tiêu Thiếu Chủ, hắn đang giúp chúng ta ngăn cản phần cuối hắc ám. Vân Tiêu Thiếu Chủ cần muốn tín ngưỡng nguyện lực. Vân Tiêu Thiếu Chủ, thỉnh bình ở kiếp này hắc họa. Vô số thế giới vũ trụ, ngàn tỷ sinh linh. Giờ phút này đều là, đối thần linh pháp thân phương hướng triều bái. Từng sợi màu vàng kim tín ngưỡng lực, bay lên trời. Phóng nhãn nhìn lại, đâu chỉ ức vạn. Một luồng tín ngưỡng lực, là một giọt nước. Một vạn giọt nước là một cái vũng nước nhỏ, mà không thể đếm hết ức vạn giọt nước đâu. Cái kia cũng không cách nào ngăn cản cuồn cuộn hồng lưu giữa thiên địa, vô số tín ngưỡng lực hội tụ mà thành sáng chói tín nhiệm nguyện lực hồng lưu hội tụ hướng thần linh pháp thân. Cùng lúc đó, vô nhân khu bên này, giới hải đại quân thế lực khắp nơi, gia tộc, bất luận là cùng Quân Tiêu Dao giao hảo, vẫn là đã từng cùng Quân Tiêu Dao từng có ma sát kẽ hở, giờ khắc này đều giống nhau, chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là diệt hắc họa. Lúc này, tam giáo một trong, đại thiên tự chủ trì, đại thiên Phật Thánh, trực tiếp là tế ra một vật. Chính là chúng sinh Phật Đăng, Phật môn vô thượng tiên khí chí bảo. Trong đó bao hàm đại thiên tự vô số tuế nguyệt,
ngàn tỷ tín đồ tích lũy tín ngưỡng lực, có thể nói là đại thiên tự trọng yếu nhất báu vật. Thế nhưng hiện tại, đại thiên Phật Thánh đem hắn tế ra, cuồn cuộn sáng chói tín ngưỡng hồng lưu, lao nhanh mà ra, hội tụ hướng thần linh pháp thân. Như giới hải hủy diệt, muốn nay tín ngưỡng để làm gì? Cứu chúng sinh, mới thật sự là tín ngưỡng. Thấy cảnh này, còn lại thế lực khắp nơi. Chỉ cần là có cùng tín ngưỡng tương quan bảo vật tích lũy các loại, đều là tế ra. Đủ loại cuồn cuộn tín ngưỡng vầng sáng, tràn vào thần linh pháp thân ở bên trong. Còn có cái kia phô thiên cái địa, theo giới hải mà đến vô tận tín ngưỡng lực, xem đến nơi này, cho dù là họa nguyên tế chủ, biểu lộ đều là có biến hóa vi diệu. Hắn phát hiện, sự tình tựa hồ có chút nằm ngoài dự đoán của hắn cùng trưởng khống. Oanh, họa nguyên tế chủ cùng thôn thế tà thần ra tay rồi, tự nhiên không có khả năng ngồi đợi quân tiêu giao hội tụ vạn chúng tín ngưỡng. Nhưng quân thương sinh đám người, như thế nào lại nhường họa nguyên tế chủ quấy nhiễu? Họa nguyên tế chủ, ngươi sợ. Quân thương sinh, gấp giấy thuyền thiếu nữ, hiên viên thanh tiêu ra tay, kiệt lực ngăn trở. Họa nguyên tế chủ không có trả lời. Hắn cùng thôn thế tà thần, vì song sinh chi thể, đồng thời ra tay, như vậy gợn sóng, hủy thiên diệt địa. Nhưng quân thương sinh cùng gấp giấy thuyền thiếu nữ, cũng không là ăn chay. Không nói có thể đối phó họa nguyên tế chủ, nhưng tạm thời ngăn trở không có vấn đề gì. Mà quân tiêu giao bên này, vô cùng vô tận tín ngưỡng lực, cơ hồ đem thần linh pháp thân bao phủ lại. Cái kia cỗ lực lượng kinh khủng nhường quân tiêu giao đều là ngoài ý muốn. Giờ phút này, phảng phất chân chính chúng sinh tín nhiệm nguyện lực, đều ra chỉ tại hắn cùng thần linh pháp thân trên thân. Tiêu giao. Một đạo thiên lại bàn phiếu miểu tiếng nói âm vang lên. Đó là Khương Thánh Y, nàng đối quân tiêu giao mỉm cười, đồng thời thôi động đại đạo tiên tâm lực lượng. Nàng trước đó nói qua, nàng có thể trợ giúp quân tiêu giao. Chớ nói chi là quân tiêu giao tiên thiên thánh thể đạo thai, cũng là bởi vì dung hợp Khương Thánh Y tiên tâm mà trở nên hoàn mỹ. Đại đạo tiên tâm lực lượng cũng là dung nhập quân tiêu giao cùng thần linh pháp thân. Trong khoảnh khắc, quân tiêu giao liền phát hiện. Hắn có khả năng trực tiếp thấy giữa thiên địa lưu chuyển đủ loại đại đạo. Không sai, chính là có thể trực tiếp thấy, phảng phất vô số mạch lạc. Thậm chí hoa một cái một lá, một ngọn cây cọng cỏ, đều có đạo thuộc về mình. Cái này là đại đạo tiên trong tương tượng thế giới sao? Dù cho quân tiêu giao, cũng là nhịn không được trong lòng cảm thán. Đại đạo tiên tâm, quả nhiên nghịch thiên. Khó trách có được đại đạo tiên tâm liền có được thành tiên chi tư. Thật đúng là có ít đồ. Ngoài ra, quân tiêu giao còn phát hiện, hắn đối với đủ loại đạo nắm giữ, càng thêm thuần thục rồi, lô hỏa thuần thanh. Đây đối với hắn thi triển ra tiếp xuống chiêu thức, cũng là có cực lớn trợ giúp. Thánh Y, đa tạ. Quân tiêu giao chân thành nói. Khương Thánh Y chẳng qua là mỉm cười, có thể trợ giúp đến chính mình tình cảm chân thành, nàng cũng rất vui vẻ. Mà giới hải đại quân bên kia, vô số tu sĩ sinh linh, cũng là cống hiến tín nhiệm của mình, vì quân tiêu giao gia trì. Tiêu Nhi, Vi Nương liền biết, người nhất định sẽ đứng tại giới hải đỉnh. Nguyệt Chỉ Lam đôi mắt đẹp mông lung. Ca ca, ngươi là giới hải anh hùng, cũng thế. Khê Nhi anh hùng. Vân Khê đồng dạng nhìn xem cái kia một bộ áo trắng, xinh đẹp mắt mang theo sùng kính cùng hướng về. Tiêu Giao, ngươi đã nói, ngươi không muốn làm anh hùng, nhưng bây giờ, có thể cứu vớt giới hải, chỉ có thể là ngươi. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng là con ngươi mông lung, mang theo luyến mộ, kiêu ngạo. Đây là nàng nam nhân, nàng vì đó tự hào, còn có Lục Tinh Linh, Tống Diệu Ngữ, Quản Nhi, Lý Phi Nghiên, Kỵ Nguyệt, Kiếm Vạn Tuyệt, Kiếm Vũ Hạ, Ngô Đức, Thái Thi Vận, Tiểu Bạch Hổ, Y Thương Nguyệt, Vân Anh Lạc, Vân Đạo Nhất, Vân Nhược Thủy, Vân Ngọc Xanh, Hỏa Linh Nhi, Phong Lạc Hạ, Đạm Đài Thanh Tuyền, Cổ Tiểu Ngọc, Cổ Kình Thiên, Phạm Thanh Đăng, Tô Linh Vận. Này chút tại giới hải, đã từng cùng quân tiêu giao, từng có đủ loại gặp nhau tất cả mọi người. Tộc nhân, thân nhân, hồng nhan, bằng hữu. Giờ phút này, đều đang cầu khẩn. Đem tự thân tín nhiệm cùng nguyện lực, ra chỉ tại quân tiêu giao trên thân. Thậm chí, đã từng cùng quân tiêu giao từng có ma sát những người kia, những cái kia đối thủ, như Hạ Hầu Thần Tàng, Hồng Trần Đế Tử chờ tồn tại, giờ phút này cũng là tại chắp tay. Bởi vì, chỉ vì quân tiêu giao, là hiện tại giới hải duy nhất hy vọng. Chương 2711, Chung kết chi chiêu, túc mệnh chi hoàn, họa nguyên tế chủ chân diện mục. Không cách nào tưởng tượng sáng chói tín ngưỡng hồng lưu, đều hội tụ ở quân tiêu giao thần linh pháp thân. Hắn to lớn khí tức, rung động vô biên vũ trụ. Quân tiêu giao, giờ phút này ống tay áo cổ động, khí tức siêu nhiên. Hắn cùng thần linh pháp thân hợp nhất, không cách nào tưởng tượng huyền diệu lực lượng, theo hắn trong cơ thể tản ra. Đó là, số mệnh khí tức, họa nguyên tế chủ cũng là cảm nhận được cỗ khí tức này. Hắn thật kinh ngạc, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà từ trên người quân tiêu giao, dò xét tra ra số mệnh khí tức, một cái như thế tuổi trẻ hậu bối, vậy mà có thể có được một tia vận mệnh lực lượng.
Cái này sao có thể, mà càng làm cho Họa Nguyên Tế Chủ rung động. Còn tại đằng sau, quân tiêu giao quanh thân, có mông lung khí bắt đầu lưu chuyển, phảng phất biến thành một đạo mông lung trường hà. Đó cũng không phải thời gian trường hà, mà càng giống là vận mệnh trường hà. Đương nhiên, này không phải chân chính vận mệnh trường hà, nhiều nhất chỉ có thể coi là một tia hình chiếu. Nhưng cũng đầy đủ khủng bố. Họa Nguyên Tế Chủ, một chiêu phân thắng thua. Quân tiêu giao giờ phút này, lực lượng toàn thân đều là dâng lên mà ra. Thần linh pháp thân, vô cùng mênh mông tín ngưỡng lực đang thiêu đốt. Cái kia cỗ hùng hồn vô biên tín ngưỡng lực, giờ phút này đúng là tại bằng tốc độ kinh người bắt đầu tiêu hao. Sau đó, quân tiêu giao thi triển ra hắn theo tiểu túc mệnh thuật bên trong, lĩnh ngộ ra tinh túy. Tên là túc mệnh chi hoàn, cái kia mông lung vận mệnh trường hà, đầu đuôi tương liên, phảng phất biến thành một cái vòng, đem Họa Nguyên Tế Chủ cùng thôn thế tà thần bao phủ ở bên trong. Ta, không có khả năng bại. Họa Nguyên Tế Chủ hét lớn, thôn thế tà thần cũng là gào thét, song sinh chi thể. Giờ phút này lực lượng dung hợp, yên diệt lực lượng cùng thôn phệ chi lực tương dung. Phảng phất hết thảy vật chất đều sẽ không còn tồn tại, này loại tầng cấp va chạm, đã đạt đến làm người mức không thể tưởng tượng nổi. Đủ loại dị tượng hiển hiện, khí thế mông lung. Mà liền tại như vậy va chạm ở trong, thôn thế tà thần, phát ra kinh thiên gào thét, thân thể của nó đúng là bắt đầu phá toái, che kín vết rạn, một thân lực lượng cũng tại cấp tốc xói mòn. Còn có Họa Nguyên Tế Chủ càng là thê thảm, thân thể đều tại tách rời. Chiết xuất, không phải Họa Nguyên Tế Chủ cùng thôn thế tà thần không mạnh, mà là túc mệnh chi hoàn một chiêu này quá mạnh. Chớ nói chi là, một chiêu này, nghiêm chỉnh mà nói, không chỉ là quân tiêu giao cùng thần linh pháp thân thi triển đi ra, mà là tại giới hải vô số chúng sinh tín nhiệm nguyện lực ra chỉ phía dưới, mới thi triển ra. Cho nên nói, Họa Nguyên Tế Chủ cùng thôn thế tà thần đối mặt, không phải quân tiêu giao hoặc thần linh pháp thân, mà là toàn bộ giới hải chúng sinh. Chúng sinh mặc dù nhỏ bé, nhưng đoàn kết lại, cũng có thể lật tung thiên địa, thay đổi càn khôn. Kết thúc, quân tiêu giao thấy cảnh này, tự lẩm bẩm. Mặc dù bỏ ra rất nhiều, có máu cùng nước mắt, buồn cùng thương. Nhưng hết thảy, cuối cùng là phải vẽ xuống câu giờ rồi. Yên thế hắc họa, làm bình. Kết thúc, cuối cùng phải kết thúc. Thấy cảnh này hết thảy giới hải tu sĩ, sinh linh, trong mắt đều có nước mắt. Như thế đại chiến thảm liệt, bỏ ra vô số sinh linh, mất đi rất nhiều người. Mà hết thảy này cuối cùng phải có một kết quả. Làm sao lại? Phệ tộc mẫu hoàng không thể tin được. Phệ thiên tà ma vương cũng đang thét gào. Mà tam sinh đế chủ, biểu lộ cũng là biến. Hắn biết, quân tiêu giao là vận mệnh hư vô giả, ủng có chỗ đặc thù. Nhưng cũng không nghĩ tới, quân tiêu giao thủ đoạn, vậy mà có thể cường hãn đến tận đây, đem hắc họa chi nguyên đều đánh thành cái dạng này. Này quá mức làm cho người kinh hãi. Chẳng lẽ cứ như vậy bại? Tam sinh đế chủ vẻ mặt rất trầm lạnh. Như Họa Nguyên Tế Chủ đều bại, vậy hắn đã có thể nguy hiểm. Vĩnh ám chi uyên, tại túc mệnh chi hoàn bên trong, Họa Nguyên Tế Chủ cùng thôn thế tà thần thân thể, đang kéo dài chiết xuất. Nhưng Họa Nguyên Tế Chủ, hoàn toàn chính xác cường hãn, chính là thương đến nỗi này, hắn cũng không có trực tiếp yên diệt. Ngươi tiểu tử này, Họa Nguyên Tế Chủ mặt nạ trên mặt, xuất hiện càng nhiều vết rạn. Hắn vô hình tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm quân tiêu giao. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Trước đó quân thương sinh theo như lời nói. Chân chính nhường đại tượng kinh khủng, không phải sư hổ, mà là sâu kiến. Ai có thể tưởng tượng, cuối cùng, đúng là quân tiêu giao cái này hậu bối, mang đến cho hắn một kích chí mạng. Quân tiêu giao thần sắc đạm mạc. Mặc dù hắn thi triển ra túc mệnh chi hoàn một chiêu này, tiêu hao lực lượng, cũng là không cách nào tưởng tượng. Nhưng cũng may, có chúng sinh tín ngưỡng nguyện lực gia trì, còn có thể thi triển đi ra. Có thể nói, chỉ dựa vào quân tiêu giao một người, dù cho có thần linh pháp thân. Cũng tuyệt đối khó mà thi triển ra một chiêu này. Trung cực ách họa, mà thế chủ ám đế, đều là vẫn lạc tại ta quân tiêu giao trong tay. Họa Nguyên Tế Chủ, ngươi đem bước bọn hắn theo gót. Quân tiêu giao đạm mạc nói, ta là yên thế hắc họa đầu nguồn, là vĩnh hằng họa loạn, ta làm sao có thể ở đây ngừng bước. Theo Họa Nguyên Tế Chủ một tiếng giống to, sau người thôn thế ta thần, trên mặt cái kia trương lợi răng đan sen miệng lớn, cũng là kéo ra. Lập tức, không cách nào tưởng tượng thôn phệ chi lực, hóa thành gió lốc vòng xoáy, khuếch tán mà ra. Hắc họa một phương đại quân, vô số hắc họa sinh linh, trực tiếp là bị phong bạo cuốn lên, hướng về thôn thế tà thần trong miệng. Hắc họa tộc quần đại quân, số lượng sao mà nhiều. Mặc dù trải qua một trận đại chiến thảm liệt, tàn lưu lại hắc họa sinh linh, cũng là không ít. Thế nhưng giờ phút này, bạt tộc, phệ tộc, ách tộc, tam đại hắc họa bộ tộc, vô số sinh linh, đều là bị thôn thế tà thần thôn phệ. Cuốn vào trong bụng, hóa thành nguyên thủy nhất tinh thuần đen ám năng lượng. Thậm chí, không chỉ là bình thường hắc họa sinh linh. Thậm chí một chút đại đế cấp hắc họa cường giả,
đều là phát ra gào thét thanh âm, bị thôn thế tà thần thôn phệ, trở thành tư lương. Các ngươi, vốn là ta tạo vật, bây giờ trở về quy về ta, là vinh hạnh của các ngươi. Họa Nguyên Tế chủ quát. Cái này. Thấy cảnh này, giới hải đại quân bên này, vô số tu sĩ sinh linh, đều là cảm giác tê cả da đầu. Khổng lồ như vậy hắc họa đại quân a, cứ như vậy bị thôn thế tà thần thôn phệ. Dù cho phệ tộc mẫu hoàng, giờ phút này đều đang run rẩy. Nhưng nó một thân hắc ám lực lượng, đều là Họa Nguyên Tế chủ cho, giờ phút này cũng không cách nào ngăn cản cái gì. Bất quá một lát mà thôi. Cái kia nguyên bản cùng giới hải đại quân rằng có hắc họa đại quân, trực tiếp là bị làm sạch. Đâu chỉ ngàn tỷ sinh linh, cứ như vậy bị trong nháy mắt thôn phệ. Trong đó thậm chí không thiếu đế cảnh sinh linh, mà tại thôn phệ hắc họa đại quân sau. Họa Nguyên Tế chủ cùng thôn thế tà thần, chiết xuất thân thể, cũng là tạm thời ngừng lại. Nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Chẳng qua là chỉ hoãn hắn sụp đổ thời gian. Họa Nguyên Tế chủ, ngươi này thì có ích lợi gì? Quân Tiêu Dao ngữ khí lãnh khốc. Túc mệnh chi hoàn một chiêu này, mặc dù vô pháp trực tiếp xóa đi Họa Nguyên Tế chủ cùng thôn thế tà thần, ít nhất cũng gọt sạch thứ 9 thành thực lực. Đến lúc đó lại lần nữa ra tay, quân thương sinh đám người vây quét mà lên. Họa Nguyên Tế chủ cũng vẫn như cũ là một cái chết, cho nên không có chút nào ý nghĩa. Cuối cùng, Họa Nguyên Tế chủ chống nổi túc mệnh chi hoàn một chiêu này. Nhưng trạng huống của hắn cũng là kém tới cực điểm, không nói dầu hết đèn tắt, nhưng cũng tiếp cận. Quân thương sinh, gấp giấy thuyền thiếu nữ, Hiên Viên Thanh Tiêu đám người vây lên. Quân Tiêu Dao cùng thần linh pháp thân, cũng là đứng sừng sững, muốn xuất thủ tuyệt sát. Cả thế gian thương sinh, cũng đều tại đây khắc, nín hơi, chú mục. Đây là quyết định giới hải vận mệnh một khắc. Quân Tiêu Dao đưa tay, thần linh pháp thân chấn động, có vô biên sức mạnh to lớn đang nổi lên, có lực lượng của số mệnh đang chảy. Hắn muốn một chiêu chung kết hắc họa, nhưng vào lúc này, Họa Nguyên Tế chủ nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Ngươi thật dám giết ta sao? Thân là hắc họa đầu nguồn, tại trước khi chết nói ra những lời này, có hay không có chút đi cấp bậc rồi? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Họa Nguyên Tế chủ chẳng qua là phát ra khàn khàn cười lạnh, mang theo một loại nào đó làm người bất an ác ý. Trên mặt hắn, vòng xoáy màu đen mặt nạ đã bởi vì mới vừa trùng kích, che kín vết rạn. Giờ phút này, triệt để vỡ vụn, từng khối rơi xuống mà xuống. Họa Nguyên Tế chủ, dưới mặt nạ hình dáng, rốt cục hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt. Mà khi vô số người tầm mắt hội tụ tại Họa Nguyên Tế chủ trên thân, muốn biết vị này hắc họa đầu nguồn đến tột cùng hình dạng thế nào lúc, tất cả mọi người ánh mắt lại là tại thời khắc này cùng nhau biến sắc, mang theo trước nay chưa có rung động, kinh ngạc, khó có thể tin, bởi vì Họa Nguyên Tế chủ dưới mặt nạ chỗ hiển lộ ra hình dáng rõ ràng là Thiên Nhai Đại Đế Vân Thiên Nhai. Chương 2712, gian nan lựa chọn, một người độc đấu Họa Nguyên Tế chủ. Phá toái mặt nạ từng khối rơi xuống, mà lộ ra gương mặt anh vũ phi phàm, mày kiếm nhập tấn, mắt như nhật nguyệt. Gương mặt kia từng khắc sâu tại vô số lòng người bên trong, là tín ngưỡng của bọn họ, mục tiêu tồn tại chính là Thiên Nhai Đại Đế Vân Thiên Nhai. Cái này làm sao có thể? Có chấn kinh thanh âm vang lên, đến từ giới hải đại quân Chấn Ma Quan. Chấn Ma Quan là Vân Thiên Nhai thống lĩnh quan ải, mà giờ khắc này những Chấn Ma Quan đó thống soái, tướng quân, tướng lĩnh, quân sĩ, từng cái chấn kinh đến linh hồn đều đang phát run, thân thể đều đang run rẩy. Họa Nguyên Tế chủ lại là Vân Thiên Nhai, có thể nói này lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Rất nhiều người, thậm chí bao gồm Vân Thị Đế tộc cùng Vân Thánh Đế cung tộc nhân, trong óc đều là có một cái chớp mắt trống không, có chút chưa kịp phản ứng. Thiên Nhai, có một tiếng làm lòng người vỡ tiếng hô vang lên, đến từ Huyền Thiên Nữ Đế Nguyệt Chỉ Lam. Thời gian qua đi rất lâu, tái kiến Vân Thiên Nhai, không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này một phiên tình cảnh. Phụ thân, Vân Khê cũng là cảm xúc chập trùng. Nàng và Quân Tiêu Dao từ khi ra đời lên, cũng là từng gặp Thiên Nhai Đại Đế lưu lại hư ảnh mà thôi. Bây giờ lần thứ nhất gặp, đúng là loại cục diện này. Thiên Nhai, cái này, đáng chết, lại còn có một chiêu như vậy. Vân Mặc, Vân Sơ Âm chờ Vân Thị Đế tộc cổ tổ, từng cái vẻ mặt cũng là âm trầm như nước. Sau đó, giới hải bên này, tất cả mọi người cũng đều là phản ứng lại. Ngay từ đầu làm thấy là Vân Thiên Nhai lúc, tất cả mọi người cũng đều bối rối một cái chớp mắt. Thậm chí vô ý thức cho rằng, Vân Thiên Nhai liền, nhưng qua trong giây lát, bọn hắn lấy lại tinh thần, hiểu rõ. Bởi vì khi đó, Vân Thiên Nhai gấp rút tiếp viện Huyền Dương Đại Đế, bị ách tộc chí cường khốn trụ. Sau này, chứng minh Hoàng Phủ Đế tộc chính là phản tộc. Mà Vân Thiên Nhai, thì một mực chưa về. Rất nhiều người cũng có lo lắng. Nhưng bởi vì hắc họa cuộc chiến nhấc lên, cũng là không có dư lực đi tìm. Quân Tiêu Dao, sắc mặt trước đó chưa từng có trầm lãnh. Lúc trước hắn cũng một mực lo lắng Vân Thiên Nhai.
Quân Tiêu Dao chuẩn bị là triệt để chung kết hắc họa về sau, lại đi tìm Vân Thiên Nhai hạ lạc. Ai có thể nghĩ, bây giờ lại sẽ là như thế này. Vân Thiên Nhai, hoặc là nói, Họa Nguyên Tế Chủ, nhìn về phía Quân Tiêu Dao, cười lạnh nói. Hiện tại, hỏi lại ngươi một câu, ngươi dám giết ta sao? Quân Tiêu Dao sắc mặt lạnh lùng, không nói lời nào. Mặc dù Vân Thiên Nhai không có làm bạn qua hắn cái gì, nhưng Quân Tiêu Dao sẽ không quên, tại Nam Đầu Thế Giới lúc Bạt Tộc Tướng Thần buông xuống, là Vân Thiên Nhai lưu lại chuẩn bị ở sau, bảo hộ bọn hắn. Tại từ trong thân thể chết tiên chú lúc, tại Vân Thiên Nhai ngồi xem chỗ, hắn lưu lại pháp, lưu lại nói, đều tại bảo vệ Quân Tiêu Dao, trợ giúp hắn chống cự chết tiên chú. Vân Thiên Nhai, giống như Quân Vô Hối. Bọn hắn không có làm bạn Quân Tiêu Dao trưởng thành, không phải là không muốn, mà là bọn hắn đều có riêng phần mình sứ mệnh cùng tín nhiệm. Tỷ như Quân Vô Hối cho hắn bùa hộ mệnh, có khắc Quân Tử Lập mệnh, cả đời không hối hận. Quân Tiêu Dao hiện tại còn thả ở trên người, cho nên Quân Tiêu Dao đối Vân Thiên Nhai cũng không có cái gì oán, hắn cũng hết sức kính trọng dạng này phụ thân. Này Vân Thiên Nhai cũng là có một bộ không sai xác thịt, có thể hoàn mỹ gánh chịu kiêm dung ta lực lượng lượng. Ban đầu ta coi là này nhất trọng thủ đoạn có lẽ vĩnh viễn không sẽ dùng tới, bộ dạng này khuôn mặt vĩnh viễn cũng sẽ không hiện ra thế người trước mặt. Nhưng không nghĩ tới a, bất quá ta đã cùng hắn dung vào một thân, ngươi giết ta liền là giết Vân Thiên Nhai. Ngươi có thể giết sao? Ngươi dám giết sao? Họa Nguyên Tế Chủ phát ra lãnh ngữ. Hắn cũng là cũng không nghĩ tới lúc trước dung hợp thân thể bây giờ vậy mà trở thành ngăn chế thủ đoạn của đối phương, chủ yếu là Họa Nguyên Tế Chủ cũng căn bản nghĩ không ra. Cuối cùng cùng hắn quyết đấu, cho hắn tạo thành sinh tử nguy, không phải mặt khác bất luận cái gì cổ lão tồn tại trí cường giả, mà chẳng qua là một cái như thế tuổi trẻ hậu bối. Này có thể nói là bất luận cái gì người đều không tính được tới. Quân Tiêu Dao yên lặng. Hắn cũng không phải một cái không quả quyết người. Hắn cũng không phải như thế tác phong làm việc. Thế nhưng hiện tại, hắn không phản bác được. Oanh, Họa Nguyên Tế Chủ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn lại lần nữa ra tay, sau lưng Thôn Thế Tà Thần đồng dạng ra tay. Bọn hắn mặc dù bởi vì túc mệnh chi hoàn một chiêu bị thương nặng, nhưng cho dù là trạng thái như vậy, chỗ tế xuất lực lượng vẫn như cũ khủng bố lệnh thiên địa rúng động. Quân Thương Sinh đám người thấy thế liền muốn lại lần nữa ra tay, nhưng Quân Tiêu Dao lại là nói, nhất tổ đại nhân, đây là chuyện của ta, các ngươi trước tiên lui đi. Tại biết Vân Thiên Nhai cùng Họa Nguyên Tế Chủ tương dung sau, Quân Tiêu Dao tất nhiên sẽ có chút cố kỵ, sẽ không như trước đó như vậy. Như tiếp tục vây công, thật oanh sát Họa Nguyên Tế Chủ, cái kia Vân Thiên Nhai cũng sẽ bỏ mình. Ngươi chắc chắn chứ? Quân Thương Sinh nhíu mày. Mặc dù hắn thấy, hiện tại liền là diệt trừ hắc họa thời cơ tốt nhất. Nhưng, cục diện này cũng xác thực lệnh người không biết làm sao. Bất quá, hắn vẫn là tôn trọng Quân Tiêu Dao ý kiến, tạm thời thu tay lại lui ra phía sau. Còn có gấp giấy thuyền thiếu nữ, nhìn Quân Tiêu Dao liếc mắt, cũng là lui ra phía sau. Hiên Viên Thanh Tiêu cũng là như thế. Tất cả những thứ này phát sinh ở rất ngắn một cái chớp mắt. Quân Tiêu Dao thì là trưởng khống thần linh pháp thân, lại lần nữa ra tay. Cùng Họa Nguyên Tế Chủ cùng Thôn Thế Tà Thần đụng vào nhau. Cái này, vì cái gì? Thấy Quân Thương Sinh đám người lui ra phía sau thu tay lại, giới hải bên này, có náo động tiếng vang lên. Quân Tiêu Dao đến cùng nghĩ muốn làm thế nào, hắn muốn một người, chung kết Họa Nguyên Tế Chủ, hoặc là, oanh, phá toái vĩnh ám chi uyên chỗ sâu, và chạm gợn sóng lật tung hư không. Quân Tiêu Dao thân hình bị đẩy lui, trong nháy mắt mà thôi, Quân Tiêu Dao chính là lâm vào thế yếu. Ngươi chiến ý, sát niệm, tựa hồ không có trước đó như vậy mãnh liệt. Họa Nguyên Tế Chủ nói. Quân Tiêu Dao không có trả lời. Lại lần nữa nhất kích va chạm, Quân Tiêu Dao khóe môi có máu tươi chảy xuống. Tiêu Nhi. Thấy cảnh này, Nguyệt Chỉ Lam đôi mắt đẹp mông lung, tê tâm liệt phế. Một bên, là nàng yêu mến nhất nhi tử. Một bên, là phu quân của nàng. Hai người này, giờ phút này chém giết tại cùng một chỗ. Đơn giản như Nguyệt Chỉ Lam trái tim đều đang chảy máu. Hai người này, bất kỳ người nào xảy ra vấn đề, Nguyệt Chỉ Lam đều khó có thể tưởng tượng. Vân Khê cũng là như thế, khuôn mặt nhỏ có nước mắt hạ xuống. Nàng không biết cục diện này, Quân Tiêu Dao nên làm như thế nào. Như thế nào làm, mới không phải sai. Còn có Vân Thị Đế Tộc, Vân Thánh Đế Cung, rất nhiều người đều trầm mặc. Vân Trung Tử, sắc mặt băng ngưng. Vân Thiên Nhai xem như vân tộc hậu nhân bên trong ưu tú nhất tồn tại một trong, thậm chí có thể nói là trụ cột. Quân Tiêu Dao càng là yêu nghiệt đến vô pháp nói nói. Mà bây giờ, vân tộc ưu tú nhất hai cha con, vậy mà tại tương tàn. Một màn này, mặc cho ai cũng không nguyện ý thấy. Họa Nguyên Tế Chủ. Vân Trung Tử cũng không thể không thừa nhận, này Họa Nguyên Tế Chủ, hoàn toàn chính xác có nắm khống lòng người thủ đoạn.
mà một bên khác, Tam Sinh Đế Chủ cũng là cảm thán một câu. Nguyên bản, kém chút thật bị hắn lật bàn. Ràng buộc, lo lắng, này là cường giả, tối vi nhược điểm chí mạng. Quân Tiêu Dao, ngươi nguyên bản có thể trở thành ta nhân vật như vậy, nhưng bây giờ, ngươi chỉ có thể gãy kích ở đây. Giữa thiên địa, hết thảy tầm mắt, đều là nhìn xem cái kia đạo liên tục bại lui thân ảnh. Quân Tiêu Dao, trên thân áo trắng, có điểm điểm máu tươi, như hoa mai tuyết rơi. Quân Tiêu Dao, cơ hồ không có nhận qua thương, nhận qua sáng tạo. Thế nhưng hiện tại, khóe miệng của hắn có máu. Họa Nguyên Tế Chủ thấy thế, một trưởng lại lần nữa đánh rơi xuống mà xuống, trực tiếp muốn khắc ở Quân Tiêu Dao mi tâm. Giờ khắc này thời gian phảng phất bị thả chậm. Vô số người biểu lộ, đều là ngưng kết, có bi thương, bóp cổ tay. Nhưng, ngay tại một trưởng này sắp hạ xuống lúc, Họa Nguyên Tế Chủ thân hình, đột nhiên dừng lại, Quân Tiêu Dao nhìn một cái. Chính là thấy được, một đạo ôn hòa tầm mắt, nhìn về phía hắn. Họa Nguyên Tế Chủ biểu lộ, không có băng lãnh đạm mạc, thay vào đó, là một loại từ ái cùng vui mừng. Tiêu Nhi, chương 2713, cha cùng con, quân tử lập mệnh, cả đời không hối hận. Không lưu loát lời nói, theo trong miệng truyền ra. Phảng phất khó mà trưởng khống. Giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Phụ thân, Quân Tiêu Dao nhìn xem cái kia tờ trở nên ôn hòa mặt, vẫn như cũ anh vũ, nhưng không có Họa Nguyên Tế Chủ hắc ám băng lãnh, mà là có một loại nhu hòa. Thiên Nhai, Nguyệt Chỉ Lam, Vân tộc Ngũ Tổ, còn có rất nhiều tộc nhân, đều là nhịn không được lên tiếng, vẻ mặt mang theo kinh hỉ. Vân Thiên Nhai, vậy mà còn có ý thức tồn tại, chẳng qua là, theo hắn mở miệng thanh âm nghe tới, hẳn là cũng chẳng qua là miễn cưỡng trưởng khống một lát. Mà sở dĩ Vân Thiên Nhai ý chí tại lúc này dãy dụa thức tỉnh. Có lẽ cũng là bởi vì, thấy được chính mình hài nhi nhuốm máu một màn, theo bản năng ngăn cản Họa Nguyên Tế Chủ ra tay. Không nghĩ tới, Tiêu Nhi, ngươi có thể đi đến bây giờ một bước này, vi phụ vì ngươi tự hào. Vi phụ tiếc nuối duy nhất, chính là không có chứng kiến của ngươi phát triển, không có thời gian làm bạn Chỉ Lam cùng Khê Nhi. Nghe được Vân Thiên Nhai, Nguyệt Chỉ Lam cùng Vân Khê đều là nhịn không được rơi lệ. Đại trượng phu này thân hứa quốc nạn lại hứa ra. Quân vô hối như thế, Vân Thiên Nhai cũng như thế. Thân là thủ quan nhân hắn, có một phần thuộc tại trách nhiệm của mình. Thiên Nhai đại nhân, Trấn Ma Quan một các tướng lĩnh quân sĩ, cũng là mắt hổ rưng rưng. Đều biết thủ quan nhân uy trấn giới hải, thanh danh long trọng, địa vị vô thượng. Mà ai có thể hiểu, bọn hắn chỗ nhận đồ vật, trấn một phương thiên địa, thủ gia viên bình an. Bọn hắn, mới thật sự là anh hùng. Phụ thân, như thế nào mới có thể đem Họa Nguyên Tế Chủ theo ngài trong cơ thể khu trừ? Quân Tiêu Dao hỏi thăm. Vân Thiên Nhai biểu lộ ra một vệt buồn vô cớ. Hắn làm sao không muốn cùng gia đình đoàn viên gặp nhau. Thế nhưng, Vân Thiên Nhai lắc đầu. Đây không phải đơn giản rơi vào hắc ám loại hình tồn tại, mà là Họa Nguyên Tế Chủ đã đem hắc ám bản nguyên lực lượng hoàn toàn cắm vào. Hắn trở thành Họa Nguyên Tế Chủ hắc ám lực lượng vật dẫn. Trên cơ bản là không có cách nào chia cắt. Thấy Vân Thiên Nhai lắc đầu còn có điều lộ ra biểu lộ, Quân Tiêu Dao bắt đầu lo lắng, hiểu rõ hết thảy. Vân Thiên Nhai nhìn xem Quân Tiêu Dao, trong đôi mắt có vui mừng. Tiêu Nhi, vi phụ biết lai lịch của ngươi không tầm thường, nhưng bất luận như thế nào, ngươi cũng là ta con trai của Vân Thiên Nhai. Hiện tại, ngươi cần phải hoàn thành ngươi nên vì đó sự tình. Nhớ kỹ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ngươi đã có này năng lực, coi như làm danh giới biển bình họa loạn, vì vạn thế mở thái bình. Ta Vân tộc tổ tiên, vì bình hắc họa, hy sinh nhiều như vậy. Hiện tại, nếu ta Vân Thiên Nhai một mạng, có thể đổi hắc họa chung kết, cái kia có cái gì không được. Vân Thiên Nhai nói ra này, ngữ khí dần dần không lưu loát khó khăn. Thiên Nhai, Nguyệt Chỉ Lam thương tâm gần chết, tại rơi lệ. Vân Khê cũng là rơi lệ, lê hoa đái vũ, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng quyết định giới hải vận mệnh, đúng là này một đôi phụ tử. Im miệng, Vân Thiên Nhai biểu lộ lại biến, đó là Họa Nguyên Tế Chủ ý thức, lại lần nữa cướp đoạt quyền khống chế. Hắn nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Mang theo tà lạnh chi sắc, ngươi thật nguyện ý tự tay giết ngươi phụ thân sao? Vì này không quan hệ giới hải chúng sinh, tự tay giết ngươi người thân cận nhất, ngươi nguyện ý không? Không, Tiêu Nhi, chung kết hắc họa, kết thúc này hết thảy tất cả đi. Vân Thiên Nhai ý chí, lại lần nữa hiển hiện, dãy giụa. Quân Tiêu Dao xem đến nơi này, yên lặng, sau đó, nói, lúc trước hải nhi thân chúng chiết tiên chú, tại ngài ngồi xem chỗ bế quan. Ngài lưu lại pháp đều đang bảo vệ ta, giúp ta chống cự chiết tiên chú. Mà bây giờ, ngài lại muốn ta tự tay giết ngài. Quân Tiêu Dao phát ra cười, lại mang theo một loại buồn. Tất cả giới hải tu sĩ sinh linh, đều đang nhìn Quân Tiêu Dao. Nguyệt Chỉ Lam đem Vân Khê ôm vào trong ngực, mẹ con đều tại rơi lệ. Nhưng các nàng cũng không nói gì, không muốn làm nhiễu đến Quân Tiêu Dao. Các nàng chỉ có thể tiếp nhận kết quả cuối cùng. Giờ khắc này,
thiên địa phảng phất đều tĩnh lặng, kéo ra hết thảy thanh âm. Vô số đạo tầm mắt hướng về Quân Tiêu Dao, ngừng thở. Là tự tay giết phụ thân của tự mình Vân Thiên Nhai, chung kết hắc họa, bảo toàn giới hải chúng sinh, thậm chí càng nhiều thế giới chúng sinh. Vẫn là bảo toàn phụ thân Vân Thiên Nhai tính mệnh, cho hắn sinh khả năng, mà đại giới, tất nhiên là chúng sinh ngã xuống, thế giới hủy diệt. Hắn đem gặp thế nhân phỉ nhổ. Theo lý thuyết, ở dưới tình huống này, căn bản không cần suy nghĩ quá nhiều. Quân pháp bất vị thân, là con đường duy nhất. Bỏ một người, mà bảo đảm giới hải chúng sinh, đây là cỡ nào vĩ quang đang quyết định. Có thể nói, đổi lại bất kỳ một cái nào cái gọi là thiên mệnh nhân vật chính, anh hùng nhân vật, đều sẽ làm ra này lựa chọn duy nhất. Bỏ tiểu gia, bảo đảm đại gia. Không hề nghi ngờ, đây là quyết định chính xác. Thế nhưng, Quân Tiêu Dao nói qua, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua làm cái gọi là anh hùng. Hắn hết thảy tu hành, nỗ lực, bất quá là vì, một ngày kia, đặt chân thế gian đỉnh phong, không người có thể đặt ở đỉnh đầu của hắn. Cũng không người, có thể lại uy hiếp tổn thương đến người đứng bên cạnh hắn. Đúng vậy, Quân Tiêu Dao không có như vậy vĩ quang đang, không có như vậy vô tư. Hắn cũng xưa nay không dùng anh hùng tự cho mình là, hắn chẳng qua là một cái dung tục phàm nhân. Nhưng bây giờ, lại là muốn hắn giết hắn người thân cận nhất, chuyện này với hắn mà nói, không phải lẫn lộn đầu đuôi sao, tất cả mọi người đều đang đợi Quân Tiêu Dao quyết định. Nói như vậy có lẽ không tốt, nhưng hoàn toàn chính xác rất nhiều người đều hy vọng Quân Tiêu Dao có thể quân pháp bất vị thân. Đây là duy nhất có thể giải quyết hết thảy biện pháp. Tại rất nhiều lời câu chuyện này bên trong, đây cũng là anh hùng kết cục duy nhất. Không phải mình chết, chính là mình người trọng yếu nhất chết. Mà Quân Tiêu Dao đã trải qua một lần, cái kia chính là Khương Thánh Y ngã xuống. Hiện tại, một lần nữa chuyện như vậy, khả năng sao? Tại đây làm người hít thở không thông tĩnh lặng ở trong, Quân Tiêu Dao rốt cục làm hạ quyết định. Vẻ mặt không vui không buồn, dùng chìm nhưng tiếng nói. Người nào quy định, anh hùng liền nên đổ máu. Quân Tiêu Dao ngẩng đầu, tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú Họa Nguyên Tế Chủ, hoặc là nói, nhìn chăm chú phụ thân của hắn, Vân Thiên Nhai. Ai nói, anh hùng liền nên hy sinh? Này, không phải ta Quân Tiêu Dao lựa chọn. Ta cự tuyệt kết cục như vậy. Nghiêm nghị lời nói, vang vọng đất trời thương khung. Lập tức, Quân Tiêu Dao tán đi thần linh pháp thân. Lẻ loi trơ trọi một người con nhưng độc lập với pha toái vũ trụ ở giữa. Áo trắng nhuốm máu, tóc đen tung bay. Đúng là có gan, khó tả cô độc. Cả phiến thiên địa, tại lúc này tĩnh lặng. Nguyệt Chỉ Lam, tại rơi lệ, đồng thời lại cười. Quân Tiêu Dao làm ra lựa chọn của hắn, hắn bảo toàn bọn hắn cái này tiểu gia. Vân Khê cũng tại rơi lệ, nói không rõ ràng là cảm giác gì, có một tia cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không cần nhìn đến Quân Tiêu Dao tự tay giết phụ thân. Thế nhưng, Vân Khê lại có một loại đau lòng. Nàng biết, Quân Tiêu Dao làm ra cái lựa chọn này, nhất định gánh chịu rất rất nhiều, vô số giới hải tu sĩ, tại lúc này im lặng. Vô số sinh linh biểu lộ ngưng kết, mang theo một loại bất đắc dĩ. Bọn hắn có thể thế nào, quái Quân Tiêu Dao sao? Không, giờ phút này, không ai có thể lớn mắng ra. Bởi vì đổi lại là bọn hắn, này đồng dạng là một cái chật vật lựa chọn. Mà cũng đúng lúc này, Họa Nguyên Tế Chủ, lại lần nữa chiếm cứ chủ động. Họa Nguyên Tế Chủ biết, hắn thắng. Nhưng, hắn vẫn hỏi một câu. Ngươi không hối hận sao? Nghe nói như thế Quân Tiêu Dao mắt sắc nhàn nhạt. Thần sắc hắn đã rất bình tĩnh, không có cái gì gợn sóng, phảng phất suy nghĩ thông suốt, nhìn thấu rất nhiều. Đã từng, có một người, đối ta nói một câu. Quân tử lập mệnh, cả đời không hối hận. Cho nên, ta Quân Tiêu Dao, vĩnh viễn không bao giờ hối hận. Chương 2714, khởi nguyên thánh thụ tán thành, chung kết hắc họa duy nhất ứng cử viên. Khí phách lời nói, theo Quân Tiêu Dao trong niệm truyền ra. Quân Tiêu Dao, vĩnh viễn sẽ không hối hận chính mình làm ra quyết định. Nếu như cứu vớt chúng sinh đại giới, là muốn tự tay giết phụ thân của hắn. Vậy hắn mạnh lên ý nghĩa ở đâu, liền thân nhân của mình đều không thể thủ hộ. Hắn đây tính toán là cái gì? Hắn từ xuất thế, yêu nghiệt vô song, một đường quét ngang. Dạng này bi kịch, không phải Quân Tiêu Dao mong muốn kết cục. Thật đúng là làm người cảm động thân tình a. Bất quá cũng tốt, đã như vậy, về sau có cơ hội thích hợp, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Đây là ta cho ngươi cuối cùng ban ân. Họa Nguyên Tế Chủ tiếng nói vừa ra, một trưởng che đậy hướng Quân Tiêu Dao, mà giờ khắc này Quân Tiêu Dao cũng không có thần linh pháp thân gia trì, thời gian, tại thời khắc này ngưng kết. Khương Thánh Y, Đông Phương Ngạo Nguyệt, Vân Khê, Nguyệt Chỉ Lam. Còn có tất cả hết thảy, cùng Quân Tiêu Dao có liên quan người. Trên mặt biểu lộ, đều là tại đây một cái chớp mắt ngưng kết. Thời gian tuế nguyệt trôi qua tốc độ, phảng phất đều là thả chậm. Mà tại lúc này, Quân Tiêu Dao đúng là chậm rãi hai mắt nhắm lại. Này tại trong mắt mọi người, không khác là đang chờ chết. Nhưng, thật sự là như thế sao?
Quân Tiêu Dao không phải loại kia tùy ý từ bỏ tính cách. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi có lẽ có thể duy ngoẹo đi thế cục cơ hội. Mà khi Quân Tiêu Dao lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn cảnh tượng trước mắt đã biến hóa. Một gốc cây xuất hiện tại Quân Tiêu Dao trước mắt. Rộng lớn vô biên, mênh mông vô tận, không có tính thực chất thân cây, phảng phất là do vô tận quang văn pháp tắc hội tụ mà thành. Quang văn vô tận phân nhánh, giống đại thụ cành cây, lan tràn hướng giới hải các ngõ ngách. Chính là khởi nguyên thánh thụ, mà tại khởi nguyên thánh thụ, sáng giới thiên hoàng, hoặc là nói là giới hải cùng khởi nguyên thánh thụ ý chí. Sáng giới thiên hoàng nhìn xem Quân Tiêu Dao, khẽ lắc đầu thở dài một hơi. Thật chính là không biết nên nói cái gì. Nguyên bản ta nhìn chúng người đầu tiên, phản bội giới hải, mà lựa chọn ngươi, ngươi lại làm ra ngoài người ta dự liệu lựa chọn. Quân Tiêu Dao cũng là bất đắc dĩ nói, thiên hoàng tiền bối, ngài có lẽ đối ta rất thất vọng đi. Rõ ràng chỉ cần làm ra một lựa chọn, là có thể triệt để chung kết, nhưng Quân Tiêu Dao không có lựa chọn làm như vậy. Nhưng mà, vượt quá Quân Tiêu Dao dự liệu là, sáng giới thiên hoàng lắc đầu nói, cũng không có, ô, Quân Tiêu Dao ngoài ý muốn. Sáng giới thiên hoàng tiếp theo nói, hoàn toàn chính xác, trong mắt thế nhân, ngươi lựa chọn, có lẽ có vẻ hơi tự tư. Tiểu gia, là tiểu ái. Chúng sinh, là đại ái. Nhưng ngươi cho rằng, đại ái cùng tiểu ái, có cao thấp ưu khuyết phân chia sao? Quân Tiêu Dao nghe vậy, lắc đầu. Sáng giới thiên hoàng nói, không sai, đại ái, tiểu ái, đều là yêu, không có khác nhau, lựa chọn của ngươi, cũng không có phân đúng sai. Nhưng, ta nắm sự tình làm hư. Quân Tiêu Dao thở dài một tiếng. Sáng giới thiên hoàng nói, kỳ thật, đảo cũng chưa chắc. Quân Tiêu Dao nhìn về phía sáng giới thiên hoàng. Sáng giới thiên hoàng nói, đã từng, cái kia nghịch đồ, mong muốn đoạt được khởi nguyên thánh thụ toàn bộ lực lượng, mưu toan thành tiên, nhưng ta cự tuyệt. Biết tâm tính của hắn không ổn định, cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thế nhưng, lựa chọn của ngươi, để cho ta xác định, ngươi, liền là duy nhất chính xác ứng cử viên. Cho nên ta quyết định, đem khởi nguyên thánh thụ lực lượng, toàn bộ giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể mượn nhờ cỗ lực lượng này, đánh vỡ cái gọi là lựa chọn, cho chúng sinh một cái viên mãn cũng cho mình một cái viên mãn. Sáng giới thiên hoàng tầm mắt nhìn Quân Tiêu Dao, mang theo mong đợi. Trước đó, mặc dù Quân Tiêu Dao tiến vào giới hạch, tại khởi nguyên thánh thụ bên trong tu luyện. Nhưng này lúc, sáng giới thiên hoàng cũng không có không giữ lại chút nào đem khởi nguyên, thánh thụ lực lượng quyền hành đều giao cho Quân Tiêu Dao. Thế nhưng hiện tại, hắn chân chính thấy được Quân Tiêu Dao tâm tính, xác định hắn liền là nhân tuyển duy nhất. Chỉ có hắn có thể kết thúc tất cả những thứ này. Cho nên, sáng giới thiên hoàng, hoặc là nói, toàn bộ giới hải lớn vũ trụ ý chí, cùng khởi nguyên thánh thụ ý chí. Chân chính, công nhận Quân Tiêu Dao. Tiếng nói vừa ra về sau, sáng giới thiên hoàng thân hình tan biến. Hết thảy đều biến mất. Quân Tiêu Dao lại mở mắt, họa nguyên tế chủ một chiêu, đang ở trước mắt. Thế nhưng, oanh, một chiêu này, cũng không có đánh vào Quân Tiêu Dao trên thân. Làm sao? Họa nguyên tế chủ, lộ ra một luồng kinh sợ. Mà toàn trường còn lại tất cả mọi người, Khương Thánh Y, Đông Phương Ngạo Nguyệt, Vân Khê, Nguyệt Chỉ Lam đám người, đôi mắt đẹp cũng là ngưng trệ. Vô số người, nín hơi, khiếp sợ tê cả da đầu, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái cây, một khỏa không cách nào tưởng tượng quang văn chi thụ, theo Quân Tiêu Dao dưới thân lan tràn mà ra. Vô cùng vô tận quang văn cành cây, kéo dài đến giới hải mỗi một cái thế giới cùng vũ trụ. Mà họa nguyên tế chủ một chiêu này, tự nhiên là bị này khỏa quang văn chi thụ ngăn trở. Cái đó là khởi nguyên thánh thụ. Giới hải bên này, một vài đại nhân vật, trí cường giả, đôi mắt chừng một cái, nhịn không được phát ra kinh hãi thanh âm. Khởi nguyên thánh thụ giới hải tuyệt đối hạch tâm nền tảng. Thậm chí, trước đó trấn áp họa nguyên tế chủ vạn giới khởi nguyên đại tiên trận, liền là dùng khởi nguyên thánh thụ là trận nhãn. Thế nhưng, giới hải từ xưa đến nay, căn bản không có bao nhiêu người gặp qua khởi nguyên thánh thụ. Mà bực này thánh vật, giờ phút này vậy mà lại tự chủ hiện thân, điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ là Vân Tiêu thiếu chủ đạt được khởi nguyên thánh thụ tán thành? Mấy người nhịn không được thất thanh nói. Này tựa hồ là lý do duy nhất. Đáng chết. Có một tiếng gầm thét vang lên, mang theo một loại thất thố. Đó là Tam Sinh Đế Chủ. Thân là tâm tính cùng lòng dạ đều cực sâu Tam Sinh Đế Chủ, hắn gần như không có khống chế không nổi cảm xúc thời điểm. Thế nhưng hiện tại, Tam Sinh Đế Chủ không kềm được. Hắn trải qua thời gian dài muốn có được mưu đồ đồ vật, bây giờ lại là trực tiếp bị Quân Tiêu Dao đạt được. Đổi lại là người nào, đều sẽ chấn nộ. Thiên Hoàng Lão Nhi, người đáng chết a! Tam Sinh Đế Chủ chấn nộ, thiên địa ầm ầm. Hắn lúc trước, nghĩ muốn nhờ khởi nguyên thánh thụ lực lượng thành tiên, sáng giới thiên hoàng không chịu. Mà bây giờ, lại nguyện ý đem lực lượng cho Quân Tiêu Dao. Tam Sinh Đế Chủ trong mắt, bắn ra trước nay chưa có tức giận cùng hận ý,
còn có cực độ không cam lòng. Đến tột cùng dựa vào cái gì? Bản đế chủ liền không xứng. Ta không thể bình định hắc họa, hắn có thể. Tam sinh đế chủ giống to, đang phát tiết cảm xúc. Hắn ánh mắt đỏ giống như là nhỏ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đạt được hắn tha thiết ước mơ, lại không cách nào có được đồ vật. Hắn, dựa vào cái gì? Tất cả mọi người, đều bởi vì khởi nguyên thánh thụ xuất hiện, mà kinh ngạc. Tuyệt đại đa số người, đều là lần đầu tiên thấy. Mà khởi nguyên thánh thụ, liên tiếp giới hải vô số vũ trụ. Cái kia cỗ mênh mông lực lượng, khó có thể tưởng tượng. Dù sao, đây chính là toàn bộ giới hải bản nguyên lực lượng. Khởi nguyên thánh thụ, hiện tại xuất hiện lại như thế nào? Mặc dù gia trì ở trên người của ngươi, ngươi chẳng lẽ liền có biện pháp đối phó ta rồi? Khởi nguyên thánh thụ xuất hiện, nhường họa nguyên tế chủ đều là kinh ngạc. Nhưng thần sắc hắn bình lạnh, không thèm để ý chút nào. Lại không nói Quân Tiêu Dao có hay không có thể gánh chịu khởi nguyên thánh thụ lực lượng. Tức liền có thể, liền hỏi Quân Tiêu Dao dám dùng cỗ lực lượng này giết hắn sao? Nếu Quân Tiêu Dao trước đó đã làm ra lựa chọn, không muốn giết phụ thân của hắn Vân Thiên Nhai. Họa nguyên tế chủ liền không sợ, Quân Tiêu Dao lại giết hắn. Vừa vặn, trực tiếp đưa người tính cả khởi nguyên thánh thụ đồng thời thôn phệ. Họa nguyên tế chủ lãnh đạm nói, sau người thôn thế tà thần. Càng là bùng nổ kinh thiên gào thét, có kinh khủng thôn phệ chi lực muốn bắn ra. Nhưng vào lúc này, Quân Tiêu Dao trên mặt lại là nổi lên một vệt cười. Hắn khẽ ngẩng đầu, ngưỡng vọng cuồn cuộn thương khung. Không sai biệt lắm, vậy liền. Hiện tại đi. Giữa thiên địa, bỗng nhiên, bầu không khí trở nên cực kỳ nặng trĩu đè nén. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Loại kia mơ hồ cảm giác nguy hiểm, nhưng toàn trường chỗ có tồn tại, đều là nhịn không được cảm thấy một loại tim đập nhanh. Cái đó là giới hải thế lực khắp nơi, vô số cường giả tu sĩ, giờ phút này biểu lộ gần như nghẹt thở. Một vị đế cảnh cường giả, cảm thụ được loại kia giống như đã từng tương tự, nhưng lại muốn khủng bố đất nhiều đè nén khí tức. Cũng là lồng ngực chấn động, thật sâu thở ra một hơi, trong mắt ngậm lấy một vệt trước đó chưa từng có chấn động chi sắc. Cái đó là chính đạo kiếp, chương 2715, chứng đạo kiếp buông xuống, nghịch thiên yêu nghiệt, nên có nghịch thiên kiếp số. Giữa thiên địa, một cỗ trước nay chưa có đè nén bầu không khí, bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Lại sau đó, chính là một tiếng sét nổ vang, vạch phá thương mang, thậm chí, danh xưng trung cực cấm địa, chỉ có vĩnh hằng hắc ám vĩnh ám chi uyên. Đều là bị này đạo sáng chói ánh chớp chỗ chiếu sáng. Cái đó là đế kiếp khí tức. Chẳng lẽ, làm sao có thể, Vân Tiêu thiếu chủ muốn chứng đạo rồi. Vô số người, quá sợ hãi, sợ đến tê cả da đầu. Đều là khó mà khống chế lại chính mình ngũ quan biểu lộ. Quân Tiêu Dao từ xuất thế đến bây giờ mới bao nhiêu lớn, lại muốn chứng đạo. Ta không nhìn lầm a. Cỗ khí tức kia, thật chính là đại đế kiếp. Chẳng lẽ Vân Tiêu thiếu chủ, muốn mượn khởi nguyên thánh thụ lực lượng chứng đạo, này sẽ có hay không có chút miễn cưỡng? Đúng vậy a, Vân Tiêu thiếu chủ mới qua chuẩn đế kiếp bao lâu, đây là muốn cược một lần sao? Tại biết Quân Tiêu Dao lựa chọn sau. Giới hải đại quân bên này, vô số người đều là rung động khó tả. Nhưng bọn hắn kỳ thật không biết, chứng đạo, đối với những người khác tới nói, là tu luyện trên đường, lớn nhất cửa ải một trong. Thậm chí có rất lớn ngã xuống nguy hiểm, thân tử đạo tiêu. Mặc dù may mắn không chết, cũng rất có thể đoạn tuyệt tu luyện đường. Này chứng đạo kiếp, nhưng là muốn so chuẩn đế kiếp, khủng bố rất rất nhiều. Cho nên từ xưa đến nay, cường giả chứng đạo, đều là cực kỳ thận trọng. Rất nhiều người cảm thấy, Quân Tiêu Dao đây là bị bức đến tuyệt lộ, nhất định phải liều một phát. Nhưng bọn hắn lại không biết. Chứng đạo đối với Quân Tiêu Dao tới nói, là chuyện không thể bình thường hơn được. Dùng hắn yêu nghiệt thiên tư, chứng đạo thành đế, không là một loại khả năng, mà là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể chứng đạo. Duy nhất khác nhau, bất quá là mong muốn tích lũy nhiều ít mà thôi. Hiện tại, có khởi nguyên thánh thụ cuồn cuộn lực lượng gia trì. Quân Tiêu Dao cảm thấy, là lúc này rồi. Chủ nếu là bởi vì, như hắn có thể chứng đạo, thần linh pháp thân, liền sẽ lại lần nữa mạnh lên. Nói như vậy, lại thêm khởi nguyên thánh thụ lực lượng. Có lẽ liền có thể thi triển ra một tia tha hóa tự tại đại pháp lực lượng. Cái kia nhưng là chân chính vô thượng tiên pháp. Dù cho chẳng qua là một tia, cũng có thể, đem chọn cái kết cục sửa. Quân Tiêu Dao không muốn kết cục như vậy. Hắn không muốn tại cứu phụ thân hòa bình hắc họa ở giữa, làm lựa chọn. Vân Thiên Nhai, hắn phải cứu. Họa nguyên tế chủ, hắn muốn giết. Yên thế hắc họa, hắn cũng muốn bình định. Ẩm ẩm. Vĩnh ám chi uyên vũ trụ bên trên, vô biên mây đen tiếp cận, trong đó lôi đình, đều biến thành tính thực chất lôi hải, phô thiên cái địa tới. Ngươi muốn chứng đạo, họa nguyên tế chủ cũng là ngoài ý muốn. Nhưng hắn không sợ, Quân Tiêu Dao chứng đạo lại như thế nào. Đại đế trong mắt hắn, cũng như sâu kiến.
thế nhưng Họa Nguyên Tế Chủ cũng sẽ không phạm loại kia sai lầm. Mặc dù chỉ có một phần ngàn tỷ khả năng, hắn không muốn lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Họa Nguyên Tế Chủ ra tay, liền muốn trực tiếp bóp chết Quân Tiêu Dao. Nhưng trong chớp mắt, Họa Nguyên Tế Chủ cảm thấy một loại trước nay chưa có sợ hãi. Đó là một loại sắp chết cảm giác nguy hiểm, mà cái loại cảm giác này đến từ chứng đạo kiếp. Họa Nguyên Tế Chủ nhìn về phía Vô Biên Thương Khung. Nói chung, đối với hắn này loại tầng cấp tồn tại mà nói, bình thường đại đế kiếp, hắn thậm chí có khả năng trực tiếp tham gia, có thể thừa nhận được loại kia kiếp phạt. Thế nhưng giờ phút này, Quân Tiêu Dao chứng đạo kiếp, lại là cho Họa Nguyên Tế Chủ, đều mang đến một loại tầng trước khi sợ hãi tử vong. Thật giống như, hắn như còn đợi tại thiên kiếp phạm vi bên trong khu tỉa bớt. Sẽ có khó có thể tưởng tượng khủng bố kiếp phạt buông xuống. Cái kia kiếp phạt, liền Họa Nguyên Tế Chủ đều không chịu đựng nổi. Như thế nào, Họa Nguyên Tế Chủ mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn y nguyên trong thời gian ngắn nhất thoát ra trở ra. Phảng phất không lùi, sẽ dẫn tới khó có thể tưởng tượng kiếp phạt. Quân Tiêu Dao đế kiếp, không có bất kỳ cái gì tồn tại, dám vượt vào trong đó. Nguyệt Chỉ Lam, Vân Phê, Khương Thánh Y, Đông Phương Ngạo Nguyệt, còn lại hết thảy cùng Quân Tiêu Dao có liên quan người, giờ phút này tâm đều sửa chữa gấp, đang chăm chú. Quân Tiêu Dao lại muốn chứng đạo, nhưng cũng có mặt người xương sầu lo. Ở dưới tình huống này, mặc dù Quân Tiêu Dao thành công chứng đạo thành đế, thì tính sao, hắn vẫn là không cách nào quyết định, diệt trừ hắc họa. Nhưng bất luận như thế nào, giờ phút này, tất cả thiên địa là bị một mảnh vô tận lôi hải bao phủ, tràn ngập. Dù cho Họa Nguyên Tế Chủ, thôn thế tà thần, đều không thể tham gia trong đó. Đầy trời lôi hải, các loại lôi kiếp, thậm chí đủ loại từ xưa đến nay, rất nhiều người thấy đều chưa thấy qua lôi đình, tại lúc này đều chiếu nghiêng xuống, như vậy cảnh tượng, trước đó chưa từng có mà đồ sộ, thậm chí chỉ có vĩnh hằng hắc ám vĩnh ám chi uyên, giờ phút này đều bị chiếu lên hết sức trong suốt. Quân Tiêu Dao thân ảnh, bị tràn đầy thiên lôi kiếp bao phủ, chẳng qua là lờ mờ thấy một đạo mông lung thân ảnh. Giới hải bên này, thấy như vậy như là diệt thế đại kiếp. Dù cho là chân chính đế cảnh cường giả, đều tại sợ hãi. Bọn hắn lúc trước chứng đạo thành đế lúc, nào có cảnh tượng như vậy, có thể nói, nếu là nắm Quân Tiêu Dao hiện tại thừa nhận kiếp số, suy yếu gấp trăm lần. Đều tuyệt đối không phải bọn hắn những người này có thể thừa nhận được, trong đó mỗi chút xuống ra một tia sét. Đều đủ để trong nháy mắt nhường một vị chuẩn đế cấp tồn tại biến thành cho bụi. Họa Nguyên Tế Chủ mặt không biểu tình. Nhưng có thể tưởng tượng, nếu là mới vừa, hắn không có lui ra phía sau. Hiện tại cái kia đánh phía hắn lôi kiếp, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cho dù là giới hải bên này vô số tu sĩ, khi nhìn đến này lôi kiếp lúc, đều không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là hạng gì nghịch thiên tồn tại, mới có thể thành công vượt qua kiếp nạn này. Mà liền tại tất cả mọi người khẩn trương quan tâm lúc, nương theo lấy một tiếng ầm ầm vang vọng. Quân Tiêu Dao thân ảnh, lại lần nữa tại đầy trời trên lôi hải hiển hiện. Hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Trên thân tuy có máu tươi, nhưng đó là trước đó cùng Họa Nguyên Tế Chủ tranh phong lúc lưu lại. Này đầy trời lôi hải, không làm gì được hắn. Quân Tiêu Dao toàn thân xương cốt tỏa ra ánh sáng. Cái chắn đồng dạng có nguyên thần hào quang, đang tắm lôi kiếp tẩy lễ. Hắn bất động không dao động, vạn kiếp khó hủy, thậm chí dùng cái này, tiếp tục thối luyện nhục thân của mình cùng nguyên thần. Thấy cảnh này, vô số người hít vào một hơi, da đầu đều giống như muốn nổ tung. Đối bọn hắn mà nói, căn bản là khó có thể tưởng tượng lôi kiếp, Quân Tiêu Dao lại là đang mượn giúp đỡ thối luyện tự thân. Mượn thiên kiếp cho mình dùng. Nói như vậy, Vân Tiêu thiếu chủ hẳn là có thể bình yên vượt qua. Có người nói, không có đơn giản như vậy. Cũng có cường giả đang thì thầm. Nghịch thiên yêu nghiệt, nên có nghịch thiên kiếp số. Quả nhiên, hư không bên trong, hỗn độn diệt thế lôi chỉ lại lần nữa hiển hiện, trong đó ánh chớp sôi trào. Sau đó, tại tầm mắt mọi người bên trong, bất ngờ có từng đoàn ánh sáng, theo lôi chỉ bên trong toát ra, đánh về phía Quân Tiêu Dao. Trong đó nhìn kỹ lại, cấu kết máu trường mâu, có cổ lão đồng trung, có đạo ấn, có thiên bi. Đều là một chút tổ khí, đạo khí, cổ khí cấp bậc tồn tại. Giờ phút này đều oanh sát hướng Quân Tiêu Dao. Đó là cái gì? Mấy người thất thanh. Chính là một chút đại đế, đều là lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vì tại bọn hắn chứng đạo lúc cũng chưa từng xuất hiện bực này kiếp số. Mà có một ít tầm mắt khá cao tồn khi nhìn đến này, nhịn không được hít sâu một hơi. Là lôi điện hóa thành, gánh chịu thiên địa đạo ngấn tổ khí. Đây là muốn theo đại đạo quy tắc bên trên, mạt sát Vân Tiêu thiếu chủ. Chương 2716, che ép thiên địa đại đạo, vô thượng tồn tại lạc ấn, thiên kiếp cũng gian lận. Nghe nói như thế, vô số người sợ hãi, theo đại đạo quy tắc bên trên mạt sát Quân Tiêu Dao tồn tại. Đây là cái gì nghịch thiên đại kiếp, có thể nói, này không đơn thuần là kiếp số, càng là một loại đạo va chạm. Cái gì gọi là chứng đạo? Như Quân Tiêu Dao nói,
không kiên định, sẽ ra vấn đề rất lớn. Cái kia nhuốm máu trường mâu, cổ lão đồng trung trở dụng cụ, đều là hướng về phía quân Tiêu Dao trấn sát tới, bí mật mang theo tự nhiên đạo văn. Trường mâu chấn động, phảng phất có khả năng xuyên thủng thương mang. Đồng trung ong ong rung động, tràn ra gợn sóng, có thể tùy tiện chấn vỡ cổ tinh. Quân Tiêu Dao đưa tay, dùng chỉ trưởng hoành kích mà đi. Bắn ra đại đạo thiên âm. Dù là quân Tiêu Dao, bước chân đều đang lùi lại. Này chút tổ khí, quả nhiên không đơn giản, phảng phất là thiên địa đại đạo thể hiện. Mỗi một kiện tổ khí, đều đại biểu cho, khắc họa ở giữa thiên địa đại đạo. Quân Tiêu Dao, muốn chứng đạo, tự nhiên là phải thừa nhận thiên địa đại đạo tẩy lễ. Tiếp theo, đủ loại thiên bi, đạo ấn, thương trở dụng cụ, cùng nhau đập xuống mà xuống. Có thể nói, đại đế đều sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng, thân thể sẽ bị đánh rách tả tơi, đại đạo sẽ bị làm hao mòn. Nhưng quân Tiêu Dao, ánh mắt bễ nghễ, sợi tóc tung bay. Hắn có vô địch đạo tâm, tâm tính vô cùng cứng cỏi. Chớ nói chi là, hắn đạo, là thuộc về chính hắn đường. Là theo hắn thần chi nguyên điểm bên trong lột xác ra tới. Thần chi nguyên điểm, biến thành hắn bên trong vũ trụ. Đây là độc thuộc về quân Tiêu Dao thế giới vũ trụ, cũng là độc thuộc về quân Tiêu Dao nói. Cùng với những cái khác bất luận cái gì quy tắc tồn tại, đều không giống nhau. Quân Tiêu Dao nghĩ đến nơi này, tế ra bên trong vũ trụ bản nguyên chi lực, cùng này chút lôi điện hóa thành tổ khí, đạo khí, đánh vào cùng một chỗ. Đại đạo chi quang bắn ra, bản nguyên chi lực va chạm, đây là quân Tiêu Dao tại dùng đạo của bản thân, cùng thiên địa đại đạo va chạm, sức người, sao có thể thắng thiên. Nhưng quân Tiêu Dao hết lần này tới lần khác muốn dùng sức một mình, hoành kích trời xanh, che ép thiên địa đại đạo. Quyền của hắn phong, có bản nguyên vũ trụ hào quang nở rộ, trực tiếp đánh về phía cái kia cổ lão đồng trung, đem hắn đánh nát, trong đó đại đạo cũng là bị làm hao mòn. Sau đó, hắn lại lấy tay, đem nhuốm máu trường mâu giam cầm, sau đó xinh xinh bẻ gãy. Đây là quân Tiêu Dao tại dùng tự thân đạo phản kích, thấy này một màn kinh người. Tất cả mọi người là bởi vì rung động mà biểu lộ ngốc trệ. Những người khác độ kiếp, cử tử nhất sinh. Quân Tiêu Dao ngược lại tốt, đè ép thiên kiếp đánh. Kế tiếp, quân Tiêu Dao ánh mắt chớp lên, hắn lại lần nữa tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh. Một đỉnh ra, dung chuyển thương mang. Vạn vật mẫu khí rủ xuống, khiến cho hư không sôi trào. Chấn. Quân Tiêu Dao một chữ hạ xuống, vạn vật mẫu khí đỉnh, bùng nổ ánh sáng vô lượng. Những cái kia tổ khí, đạo khí các loại, đều là bị vạn vật mẫu khí đỉnh chấn áp. Mà này chút dụng cụ, trong đó chỗ miêu tả nói, đều là bị vạn vật mẫu khí đỉnh luyện hóa. Này không phải liền là tốt nhất tài liệu à? Quân Tiêu Dao nghĩ thầm. Hắn lại lần nữa tế ra Đại La Kiếm Thai. Đại La Kiếm Thai, thì phẳng phất có bản thân ý thức. Giống một cái hoạt bát tiểu cô nương, trực tiếp là vọt ra ngoài. Hai kiện binh khí, như là sói vào bầy cừu, tại cùng những cái kia lôi điện hóa thành tổ khí, đạo khí va chạm. Đưa chúng nó đánh nát về sau, thì có khả năng hóa thành tự thân tư lương. Mà đúng lúc này, thiên kiếp lại biến, có sáng chói ánh chớp, theo trong biển sét mênh mang nổi lên, mang theo làm người dùng mình khí tức. Cái kia ánh chớp, đúng là ngưng tụ làm từng cái sinh linh hình người. Mặc dù mơ hồ mông lung, nhưng trong đó có nam có nữ, đều là phi phàm tồn tại. Có mông lung thân ảnh mang theo vô thượng uy nghiêm, tựa như đế hoàng. Có thân ảnh, phiếu miểu vô tung, như thế ngoại chi tiên, siêu nhiên vô cùng. Cũng có mông lung nữ tử, như cửu thiên phi tiên, thất thải hào quang bao phủ, tản mắt ra bụi ý vị. Càng có cương mãnh phách tuyệt thân ảnh, khí tức cuồn cuộn, cuốn lên cửu tiêu phong vân. Những cái kia là, làm thấy lôi hải chỗ sâu xuất hiện những thân ảnh kia lúc, vô số người biểu lộ đều là động lại. Chứng đạo kiếp mặc dù khủng bố, nhưng cũng không đến mức giống quân Tiêu Dao kinh khủng như vậy a. Những thân ảnh kia, đều là đã từng vô thượng tồn tại, tu vi của bọn hắn không ngừng đế cảnh. Bởi vì quá mạnh, cho nên có khả năng ở trong thiên kiếp, lưu lại một sợi thuộc về mình lạc ấn. Nơi đó thân ảnh bên trong nói không chừng thật sự có đặt chân tiên, đạo lĩnh vực tồn tại. Có cường giả mang theo cực độ chấn kinh, lên tiếng nói. Cái gì? Nghe nói như thế, giới hải toàn bộ sinh linh, đều là mộng bức. Nói cách khác, những cái kia hiện ra mông lung thân ảnh, mỗi một cái đều là đã từng chí cường giả. Có thành tựu thần thoại đế, thậm chí có đặt chân tiên đạo. Đương nhiên, này chút thân ảnh, chẳng qua là những cái kia chí cường tồn tại, tại chứng đạo lúc, lưu lại một luồng lạc ấn. Nhưng dù vậy, cũng tương đương với, quân Tiêu Dao là muốn cùng tuổi nhỏ lúc thần thoại đế, thậm chí là tuổi nhỏ lúc tiên chém giết, đây là khái niệm gì? Nói cách khác, quân Tiêu Dao cần phải cường đại đến, có thể che đậy tiên đạo cấp yêu nghiệt, mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Thành tiên, vốn là khó. Ủng có thành tiên chi tư, càng là phượng mao lân giác. Khương Thánh Y, cũng là tại đã trải qua sinh tử, còn có đủ loại đặc thù điều kiện về sau, mới ủng có thành tiên chi tư. Rõ ràng nghĩ muốn đối phó bực này tồn tại,
sao mà khó khăn? Ít nhất tại giới hải, vẫn chưa có người nào chứng đạo lúc dẫn động qua dạng này kiếp số. Đây là sáng tạo lịch sử tồn tại, Tam Sinh Đế Chủ, thấy cảnh này, yên lặng, cho dù lúc trước, hắn cũng là vận mệnh hư vô giả, càng là tam thế đạo thể, yêu nghiệt vô song. Nhưng chứng đế lúc, cũng không có dẫn động qua bực này kiếp số. Rõ ràng đều là vận mệnh hư vô, vì sao hắn lại? Tam Sinh Đế Chủ không có cam lòng. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao đã ra tay rồi. Hắn sắc mặt đạm mạc, mặc dù đối mặt bực này vô thượng tồn tại lạc ấn. Hắn cũng là tâm không sợ hãi. Hắn có vô địch đạo tâm, không sợ hết thảy khiêu chiến. Quân Tiêu Dao xuất kích, trực tiếp một người giết tiến vào đằng đẵng trong lôi hải. Không thể không nói này chút vô thượng tồn tại lạc ấn, hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại khủng bố. Mà càng thêm yêu nghiệt chính là, này chút lạc ấn, lại còn có thể thi triển ra một chút thủ đoạn thần thông. Đây quả thực giống như là gian lận, cố ý làm khó dễ. Bất quá cũng là bởi vì, chẳng qua là lạc ấn nguyên nhân, cho nên này chút thủ đoạn thần thông, tự nhiên không thể có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Nhưng dù vậy, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Ầm ầm, kinh khủng chém giết, vô cùng kịch liệt, đồng thời đủ loại lôi kiếp còn buông xuống tại Quân Tiêu Dao trên thân. Chỉ có những cái kia lôi điện hóa thành tổ khí, bị vạn vật mẫu khí đỉnh, đại la kiếm thai ngăn trở. Quân Tiêu Dao phảng phất tại cùng cổ sử bên trong đủ loại tồn đang quyết đấu, trong đó không thiếu tiên đạo tư chất tồn tại. Dù cho Quân Tiêu Dao cũng khó có thể trong nháy mắt đem này chút lạc ấn xóa đi. Mà lúc này, cái kia chiếu nghiêng xuống lôi kiếp, đúng là biến thành một phương khủng bố lôi điện lồng giam, trực tiếp đem Quân Tiêu Dao giam cầm ở trong đó. Cái kia rất nhiều vô thượng lạc ấn, cũng là đồng thời đồng loạt ra tay, oanh sát hướng Quân Tiêu Dao. Vô số người thấy cảnh này, đều là lên tiếng kinh hô. Thiên kiếp vậy mà cũng gian lận, muốn dựa vào loại thủ đoạn này, trực tiếp dứt khoát xóa sạch Quân Tiêu Dao cái này nghịch thiên dị số. Đây quả thực là không nói võ đức, không theo quy củ tới. Giới hải vô số sinh linh nín hơi. Quân Tiêu Dao muốn thất bại sao? Chương 2717, cả thế gian tụng tên thật, cùng nghênh Tiêu Dao đại đế. Ngàn tỷ lôi kiếp, hóa thành lồng giam giam cầm, vô thượng tồn tại lạc ấn, cùng nhau vây công. Một kiếp này, có thể nói cực kỳ hung hiểm. Đại đế đều không hề nghi ngờ, sẽ vẫn lạc tại đây ác mộng khó khăn thiên kiếp bên trong. Mà Quân Tiêu Dao nhìn xem tất cả những thứ này. Dòng suy nghĩ của hắn, vậy mà tại này mấu chốt nhất thời khắc sống còn, trở nên 10 điểm bình tĩnh. Cái kia đầy trời mãnh liệt lôi kiếp, tại thời khắc này thả chậm. Quân Tiêu Dao phảng phất có thể thấy mỗi một cây lôi ti. Những cái kia vô thượng tồn tại lạc ấn, phảng phất cũng tại lúc này hãm lại tốc độ. Quân Tiêu Dao tâm như gương, rừng như nước. Một cỗ đặc thù huyền ảo ý vị, theo Quân Tiêu Dao trong cơ thể tản ra. Nơi xa, Quân Thương Sinh xem đến nơi này, cảm nhận được cái kia cỗ ý vị. Khóe môi của hắn, lộ ra một vệt cười nhạt. Với thiên kiếp trung ngộ đạo, hậu sinh khảo ý. Không sai. Tại đây mấu chốt nhất thời khắc sống còn. Quân Tiêu Dao đúng là tiến nhập một loại nào đó huyền diệu cảnh giới ngộ đạo. Nhưng lần này, hắn ngộ, không phải cái gì 3000 pháp tắc loại hình nói, mà là thuộc về chính hắn đạo. Mục tiêu của ta, là cái gì? Quân Tiêu Dao tại thời khắc này, bỗng nhiên hiện ra vấn đề này. Mục tiêu của hắn, là thành đế sao? Dĩ nhiên không phải, thành đế đối với hắn mà nói, căn bản không tính sự tình. Cái kia, là thành tiên sao? Thành tiên, đối ngàn tỷ chúng sinh mà nói, chẳng qua là truyền thuyết tồn tại. Dù cho đối với tu sĩ tới nói, đều là chỉ có thể nhìn mà thèm mộng tưởng. Nhưng đối Quân Tiêu Dao tới nói, thành tiên, rất khó sao, thành đế, thậm chí thành tiên, đều không phải là Quân Tiêu Dao mục tiêu. Phải đạo tạo tự tiêu, là nước thế lui tạo, trở thành cái kia thế gian cùng này so sánh. Trước mắt kiếp này, lại đáng là gì? Quân Tiêu Dao giờ phút này suy tư, phảng phất có một loại nào đó minh ngộ. Thành tiên dễ dàng Tiêu Dao khó, đối với hắn mà nói, khó khăn, cho tới bây giờ cũng không phải là thành tiên, mà là đại Tiêu Dao, đại tự tại, Quân Tiêu Dao tự lẩm bẩm. Trời đất bao la, không kịp tâm ta. Đại đạo tam càn, độc ta Tiêu Dao. Ta đạo, chính là ta muốn đi đường. Ta đạo, chính là ta tên. Tiêu Dao. Phụ thân từng nói, thành tiên dễ dàng Tiêu Dao khó, cho nên ta tên Tiêu Dao. Ta đạo chính là Tiêu Dao thế gian. Siêu thoát hết thảy, vô cầu vô thúc, tùy tâm sở dục. Quá khứ, hiện tại, tương lai, thời không, tuế nguyệt, nhân quả, chân thực, hư ảo, hết thảy quy tắc, đều không thể trói buộc ta. Này, chính là ta muốn đi đường. Này, chính là ta muốn chứng đích đạo. Ta chi đạo, chính là Tiêu Dao chi đạo. Quân Tiêu Dao, cuối cùng một câu hạ xuống, hắn triệt để sáng tỏ hết thảy. Ta có một quả tiên tâm, bị bụi trần che lấp lâu ngày. Hôm nay bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá sơn hà vạn đoá, Quân Tiêu Dao, triệt để thấy rõ con đường của mình. Ngay tại dưới chân hắn,
con đường của hắn, ngay tại theo quân Tiêu Dao minh ngộ. Một cỗ trước nay chưa có đại đạo khí tức, từ trên người quân Tiêu Dao nổi lên. Đó không phải là thiên địa chi đạo, mà là thuộc về hắn quân Tiêu Dao. Tiêu Dao chi đạo, oanh, giam cầm quân Tiêu Dao lôi điện lồng giam, trong nháy mắt phá diệt. Những cái kia vây công đánh vào lớn như vậy đạo ba động phía dưới, vô thanh vô tức bị xóa đi. Một cỗ trước nay chưa có huyền diệu đạo ẩn, dùng quân Tiêu Dao làm trung tâm, khuếch tán thiên địa, tràn ngập bầu trời, một loại mới đạo, sinh ra, mà tại quân Tiêu Dao minh ngộ Tiêu Dao chi đạo thời điểm. Toàn bộ thiên địa, phẳng phất đều là một tịch. Thậm chí, liền cái kia khủng bố vô biên thiên kiếp, đều là bị đánh tan, dường như cảm thấy một loại nào đó kinh khủng, con đường này, khiến cho trời xanh e ngại, không chỉ như thế. Tất cả mọi người run sợ thấy, thiên địa càn khôn, vũ trụ thương khung, hết thảy pháp tắc đại đạo, phẳng phất đều tại đây khắc, trở nên yên lặng, tất cả mọi người run sợ phát hiện, có như vậy trong nháy mắt, ngay tại quân Tiêu Dao trên thân đạo ẩn tản ra thời điểm. Bọn hắn vậy mà không cách nào lại vận dụng pháp tắc trong thiên địa lực lượng, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu, tại quân Tiêu Dao chứng đạo, sản sinh ra thuộc về mình đạo thời điểm. Hắn đạo, áp chế chư thiên vạn đạo, mặc dù chỉ có rất ngắn một cái chớp mắt, nhưng cũng đầy đủ khủng bố. Một đạo gia, vạn đạo thần phục, này, liền là quân Tiêu Dao lĩnh ngộ bản thân chân lý về sau, chỗ lột xác ra bản thân duy nhất chi đạo, tà đạo Tiêu Dao, oanh, tràn đầy thiên lôi kiếp, tại thời khắc này, tán loạn, quân Tiêu Dao, nhấc trường tìm tòi, vô số lôi kiếp, hóa thành hồng lưu, cọ rửa thân thể của hắn, hóa thành nhất năng lượng tinh thuần. Sau đó, trong cơ thể hắn, đã từng rất nhiều nội tình, giờ phút này đều bị kích phát, quân Tiêu Dao luyện hóa bảo bối cơ duyên năng lượng, nhiều không kể xiết. Giờ phút này đều bị kích hoạt, năng lượng hồng lưu bằng bạc đến khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, hắn lấy được cái kia gốc tiên dược, vũ hóa tiên liên, cũng là tại lúc này bị tế luyện, trở thành hắn thành đế tư lương nội tình. Quân Tiêu Dao thân thể, cơ hồ là trong phút chốc, chính là triệt để đột phá. Trong cơ thể ngưng tụ ra 100 triệu tu di thế giới, quân Tiêu Dao thân thể thành đế. Không chỉ như thế, cảnh giới của hắn khí tức, cũng là tại thời khắc này, như giếng phun tăng vọt, có một cỗ vô cùng ánh sáng óng ánh sáng chói. Theo quân Tiêu Dao mi tâm hiển hiện, quang diệu làm lớn, phổ độ thương mang. Cái kia rõ ràng là, đế đạo hào quang, này đế đạo hào quang, quá mức sáng chói hừng hực, phảng phất chiếu sáng thế gian mỗi một cái góc. Thậm chí, tại giới hải từng cái vũ trụ thế giới, cũng là có thể thấy đạo này vô cùng ánh sáng óng ánh sáng chói, so thái dương, muốn sáng lạ ngàn tỷ lần, mà tại đây sáng chói đế đạo hào quang bên trong. Một đạo áo trắng thân ảnh, bước đạp thương mang, quân Tiêu Dao trên thân. Đủ loại pháp tắc, lực lượng, cũng là bắt đầu thuế biến, hóa thành đế cảnh pháp tắc. Loại kia đối pháp, đối đạo lý giải cùng vận dụng. Cùng đế cảnh phía dưới, căn bản là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Mà quân Tiêu Dao lĩnh ngộ pháp tắc số lượng, cũng là theo 600 đạo, trực tiếp bạo đã tăng tới 1.000 đạo. Đây là bởi vì, quân Tiêu Dao tại lĩnh ngộ Tiêu Dao chi đạo thời điểm, loại suy, lập tức liền lĩnh ngộ rất nhiều đạo tắc. Đại đạo tam càn, quân Tiêu Dao đã chiếm 1/3. Cùng lúc đó, quân Tiêu Dao bên trong vũ trụ cũng tại tăng vọt. Bên trong vũ trụ là thuộc về quân Tiêu Dao thế giới, không bị bên ngoài quy tắc hạn chế, cho nên lần này tăng vọt cũng là cực kỳ khủng bố. Trực tiếp theo 300 cái hàng ngàn tiểu thế giới, bạo đã tăng tới 600 cái hàng ngàn tiểu thế giới, lật ra dòng dã gấp đôi. Bất quá, loại cơ hội này quá mức hiếm thấy, trực tiếp luyện hóa ngàn tỷ thiên kiếp, đồng thời lĩnh ngộ tự thân chi đạo. Tại đây cực đoan tình huống dưới, mới có thể để cho quân Tiêu Dao trực tiếp lại lần nữa khoách trương 300 cái hàng ngàn tiểu thế giới. Có thể nói, cho dù là những cái kia tại đế cảnh, cày cấy tu luyện rất lâu bên trong vũ trụ đại đế, cũng tuyệt đối sẽ không có quân Tiêu Dao bên trong vũ trụ rộng lớn. Đương nhiên, trọng yếu nhất, tự nhiên vẫn là quân Tiêu Dao tự thân cảnh giới. Thân thể của hắn, biến thành đế khu. Hắn lĩnh ngộ pháp tắc, bên trong vũ trụ, đều chiếm được tăng lên cực lớn. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là quân Tiêu Dao cảnh giới. Trên người hắn đế đạo hào quang bừng bừng, hừng hực vô cùng. Trên thân, có một cỗ không cách nào tưởng tượng cuồn cuộn uy thế bộc phát ra, khiến cho thiên địa đạo âm ầm ầm, vạn đạo đều bị ép sập, đây là thuộc về đại đế uy thế. Mà ở bên người hắn, còn có đại la kiếm thai cùng vạn vật mẫu khí đỉnh. Này hai kiện thần binh, chịu đựng lôi kiếp tẩy lễ, lại thôn phệ rất nhiều tổ khí đạo khí. Giờ phút này thần mang trong vắt, có linh tính chi quang hiển hiện, khí tức so với trước muốn càng khủng bố hơn. Kiếm thai lăng lệ, chém hết cùng trời cuối đất. Đế đỉnh dày nặng, chấn áp lục hợp bát hoang. Quân Tiêu Dao trực tiếp là đem tự thân chi đạo khắc họa tại hai kiện thần binh phía trên. Đây là đạo thuộc về hắn. Này hai kiện binh khí cũng sắp thành vì hắn chứng đạo khí. Vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên có cổ lão hai chữ hiển hiện. Một cái tiêu, một cái xa. Sau đó, vạn vật mẫu khí đỉnh có tên mới.
Tiêu Dao đế đỉnh. Ta Tiêu Dao chi đạo ngày sau hẳn là có thể đủ lột xác ra một môn chân chính pháp, lại tuyệt không kém gì Tha Hóa Tự Tại Đại Pháp. Quân Tiêu Dao ánh mắt trong vắt, hắn có lòng tin, hắn tương lai có thể theo hắn đạo bên trong tìm hiểu ra một loại vô địch chân chính pháp, có thể chấn áp hết thảy thế vô địch, thiên địa hoàn vũ, đế uy bừng bừng. Quân Tiêu Dao trở thành giờ phút này toàn bộ giới hải trung tâm. Hắn bước đạp hoàn vũ thương khung, tay cầm Đại La Kiếm Thai, dưới chân Tiêu Dao đế đỉnh, đế đạo hào quang phổ chiếu vạn giới, vô thượng đế uy siêu việt cổ kim hết thảy đế. Tất cả mọi người đều là chiêm ngưỡng lấy thời khắc này Quân Tiêu Dao, mang theo thật sâu rung động cùng kinh ngạc tán thán. Bọn hắn có thể cảm giác được loại kia Đại Tiêu Dao đại đạo khí tức, không biết là ai trước mở miệng, đối Quân Tiêu Dao thật sâu cúi đầu nói: "Chúng ta cung nghênh Tiêu Dao đại đế." Theo một câu truyền ra, sau đó liền có người thứ hai, người thứ ba, lại sau đó giới hải đại quân, vô số tu sĩ sinh linh cùng nhau cúi chào, thậm chí liền đại đế cấp nhân vật đều là chắp tay, trong mắt có cảm thán, có kinh ý. Quân Tiêu Dao vượt qua xưa nay kinh khủng nhất đế cảnh kiếp, có thể xưng cổ kim vô song, giá trị đến bọn hắn cúi đầu. Cung nghênh Tiêu Dao đại đế. Long trọng thanh âm oanh động vĩnh ám chi uyên, vang vọng toàn bộ vô nhân khu. Thanh âm này thậm chí truyền đến vô nhân khu bên ngoài. Từng cái thế giới, vũ trụ, vô số tu sĩ sinh linh đều là nghe được theo vô nhân khu truyền đến kinh thiên tiếng hô. Bọn hắn cũng giống là hiểu rõ cái gì, biết là ai tại cùng hắc họa đầu nguồn chiến đấu. Đến cuối cùng, toàn bộ giới hải, vô số thế giới, vô số vũ trụ, vô số tu sĩ, vô số sinh linh, hết thảy có cảm giác tồn tại, hữu tình chúng sinh đều là hướng phía vô nhân khu phương hướng cúi đầu chắp tay. Núi kêu biển gầm thanh âm hội tụ mà thành vô pháp ngăn cản hồng lưu, vang vọng vô biên giới hải, chúng sinh triều bái, vạn linh dập đầu, cả thế gian tụng tên thật. Cung nghênh Tiêu Dao đại đế. Chương 2718, cổ kim tối cường tân đế, trăm tuổi chứng đạo thiếu niên đế, một chiêu kết thúc hết thảy. Khó có thể tưởng tượng loại rung động này, cả thế gian chúng sinh đều cung nghênh một vị đại đế, đây là hạng gì uy thế. Đại đế mặc dù vô thượng, vô số sinh linh bên trong cũng khó có thể xuất hiện một vị, cần đại dũng khí, đại nghị lực, đại thiên phú, đại khí vận, nhưng cũng không thể không thừa nhận đại đế cũng không phải là đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm nhất. Có thể nói, tại giới hải, cũng cho tới bây giờ đều không có vị nào đế, tại thành đạo lúc, có thể giống Quân Tiêu Dao như vậy nhận cả thế gian triều bái, vạn linh cộng tôn. Ngoại trừ bởi vì, hắn vượt qua cổ kim kinh khủng nhất lôi kiếp, trở thành cổ kim nhất vô song tân đế bên ngoài. Càng quan trọng hơn một nguyên nhân chính là, hắn là giới hải hy vọng cuối cùng, là vạn linh cuối cùng ký thác, là duy nhất cứu thế chủ. Vĩnh ám chi uyên, vốn là vĩnh hằng hắc ám. Thế nhưng hiện tại, lại bị hào quang phổ chiếu. Đó là Quân Tiêu Dao tán ra đế đạo hào quang, chiếu sáng vĩnh ám. Vô số người, tại lúc này nín hơi, nhìn xem vị này tân sinh đế. Trăm năm chưa tới, thành tựu đế vị, đây mới thực là thiếu niên đế a. Quân Thương Sinh thì thảo. Chính hắn chính là cái đầy đủ yêu nghiệt nhân vật. Nhưng luận chứng đế tuế nguyệt, còn là xa xa vô pháp cùng Quân Tiêu Dao so sánh. Đối với tu sĩ dài đằng đẵng tuổi thọ mà nói, vạn tuế trong vòng chứng đạo, đều có thể gọi là thiếu niên đế. Yêu nghiệt vô song, tuyệt đối là đỉnh thiên nhân vật. Này loại tồn tại, dù cho phóng nhãn thương mang tinh không, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Ngàn tuổi chứng đạo, thì càng đừng suy nghĩ. Đến mức trăm tuổi bên trong chứng đạo. Nói thật, một chút tu sĩ, dù cho nằm mơ, đều không dám làm này loại mộng, bởi vì quá mức ý nghĩ hão huyền. Thế nhưng, hiện tại, liền tại bọn hắn trước mắt. Bọn hắn chứng kiến cái này kỳ tích. Thuộc về Quân Tiêu Dao, thuộc về Tiêu Dao đại đế kỳ tích. Thậm chí còn chưa tròn trăm tuổi, không sai biệt lắm chỉ dùng trăm tuổi hơn một nửa. Liền Quân Thương Sinh đều là im lặng. Lấy tầm mắt của hắn, đều khó có thể tưởng tượng. Đây cũng không phải là yêu nghiệt, hoặc là dị số có khả năng hình dung. Chỉ có Quân Tiêu Dao, mới có thể trở thành Quân Tiêu Dao. Một người thành đế, vạn cổ đều không, Quân Thương Sinh, khóe môi mang cười. Ngày sau thời đại, chính là thuộc về Quân Tiêu Dao thời đại, cũng chính là thuộc về ta Quân gia thời đại. Dường như nghĩ đến cái gì đó. Quân Thương Sinh trong mắt mang theo một vệt cảm thán. Nếu như là Quân Tiêu Dao, có lẽ thật có thể hoàn thành Quân gia từng thiết tưởng to lớn đại kế, to lớn hành động vĩ đại, đó là Quân gia vượt ngang chư kỷ nguyên, xỏ xuyên qua trong cổ sử dưới mục tiêu cuối cùng. Quân Tiêu Dao đem tự tay viết lên toàn kỷ nguyên mới thời đại, rung động tự nhiên không chỉ là Quân Thương Sinh. Mặt khác rất nhiều người, giờ phút này đều như là chứng kiến thần tích. Mấy người, thậm chí bị chấn động. Kém chút bởi vậy quên, còn có Họa Nguyên Tế Chủ cái này tai họa ngầm tồn tại. Họa Nguyên Tế Chủ giờ phút này, không có tồn tại cảm giác tới cực điểm.
dù sao cũng là một cái diệt thế cấp cái khác đại boss. Làm sao cảm giác hiện tại giống như là một cái tại quân tiêu giao, hào quang che giấu hạ người qua đường a. Phải biết, quân tiêu giao mặc dù chứng đạo thành đế, nhưng cũng chỉ là đế mà thôi. Mặc dù ngay cả họa nguyên tế chủ cũng không thể không thừa nhận, quân tiêu giao tuyệt đối là cái yêu nghiệt. Vừa mới thành đế mà thôi, liền có uy thế như vậy, thật xưa nay hiếm thấy. Nhưng, tại hắn họa nguyên tế chủ trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Tại Thái Dương đến điểm cao nhất thời điểm, cũng tương nghênh ngày sau mộ Tây Sơn. Tại ngươi đỉnh phong nhất thời điểm giết ngươi, cũng xem như ta đối ngươi nhân từ. Họa nguyên tế chủ, tính cả thôn thế tà thần, trực tiếp ra tay. Muốn tại quân tiêu giao, thành tựu tân đế đỉnh phong nhất lúc, trực tiếp giết hắn. Cứ như vậy, cũng sẽ triệt để đả kích giới hải sĩ khí, để bọn hắn lại không cách nào sinh ra bất cứ hy vọng nào. Quân tiêu giao, ánh mắt lạnh lẽo. Họa nguyên tế chủ, ngươi chính là ta quân tiêu giao đế lộ dưới cỗ thứ nhất thì cốt. Quân tiêu giao dứt lời. Sau lưng vầng sáng muôn vàn, thần linh pháp thân lại lần nữa vụt lên từ mặt đất, đứng sừng sững thương mang, tại quân tiêu giao chứng đạo thành đế sau. Thần linh pháp thân, bởi vì cùng quân tiêu giao tâm huyết tương liên. Thực lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, uy năng lại lần nữa tăng vọt. Mặc dù trước đó thần linh pháp thân kiệt lực, cơ hồ hao hết thảy năng lượng. Tín ngưỡng lực cùng ách tộc chiến thần chi lực, đều cơ hồ khô kiệt. Nhưng phải biết, hiện tại, quân tiêu giao còn có một cỗ lực lượng khác. Liền là khởi nguyên thánh thụ lực lượng, hoặc là nói, toàn bộ giới hải bản nguyên chi lực, đều gia trì ở trên người hắn. Quân tiêu giao, có thể thuận lợi như vậy chứng đạo. Trừ hắn bản thân đầy đủ yêu nghiệt bên ngoài, cũng đích thật là có khởi nguyên thánh thụ lực lượng đang ủng hộ. Mặt khác, còn có chúng sinh triều bái tín ngưỡng nguyện lực, cũng là hóa thành hồng lưu, tràn vào thần linh pháp thân. Đạt được lực lượng bổ cấp thần linh pháp thân, uy thế long trọng tới cực điểm. Nhưng giờ phút này trạng thái không tốt họa nguyên tế chủ, đều là biểu lộ ngưng kết. Càng thêm nhường họa nguyên tế chủ, cảm giác được sợ hãi chính là, quân tiêu giao giờ phút này dường như muốn tế ra một loại nào đó pháp. Này loại pháp, dù cho quân tiêu giao chứng đế, đều khó mà trực tiếp thi triển đi ra. Cần cùng thần linh pháp thân cùng một chỗ. Hơn nữa còn cần phải mượn khởi nguyên thánh thụ, thậm chí toàn bộ giới hải đại vũ trụ lực lượng, là kinh khủng bực nào chiêu thức, mới cần toàn bộ giới hải lực lượng thi triển đi ra. Họa nguyên tế chủ không biết. Hắn đúng là cảm thấy một loại đã lâu, tên là tâm tình sợ hãi. Không. Chẳng lẽ ngươi dám giết ta, ngươi giết ta, liền là giết phụ thân ngươi. Họa nguyên tế chủ phát ra gào thét chấn nộ thanh âm. Ngươi có khả năng thử một lần. Quân tiêu giao lần này, đôi mắt kiên định, bất động không dao động. Hắn phải dùng tất cả những thứ này lực lượng, nhưng hết thảy đều viên mãn. Quân tiêu giao quanh thân, một cỗ không cách nào tưởng tượng gợn sóng tại lan tràn. Phảng phất thời không nhân quả cũng bắt đầu hỗn loạn. Này pháp là, dù cho quân thương sinh, hiên viên thanh tiêu, đều là lộ ra kinh ngạc chí. Đó là một loại khó có thể tưởng tượng pháp, quân thương sinh có chút ngoài ý muốn. Cho dù là tiên đạo pháp, đều không có như thế ba động khủng bố a. Quân tiêu giao này là từ đâu lấy được, đến mức giới hải thế lực khắp nơi, rất nhiều cường giả tu sĩ. Càng là cảm thấy một loại, không cách nào tưởng tượng cảm giác áp bách. Phảng phất toàn bộ càn khôn, đều muốn bị cỗ này huyền ảo khí thế gợn sóng ép sụp đổ. Liền người chung quanh đều là như thế cảm thụ. Vị kia tại hạch tâm họa nguyên tế chủ, tự nhiên càng là cảm thấy rùng mình. Hắn khó mà lại bảo trì loại kia siêu nhiên vô thượng tư thái. Giờ phút này biểu lộ mang theo vặn vẹo, sau đó hắn một tiếng quát chói tai, sau lưng thôn thế tà thần, đúng là nhô ra tay. Đem phệ tộc mẫu hoàng cùng phệ thiên tà ma vương đều bắt lấy, sau đó trực tiếp thôn phệ, không. Phệ tộc mẫu hoàng cùng phệ thiên tà ma vương, căn bản cũng không có cái gì phản kháng cơ hội, trực tiếp liền bị thôn thế tà thần thôn phệ. Mà thôn thế tà thần, lại lần nữa cầm lấy tam sinh đế chủ. Tam sinh đế chủ lại là lui lại, bùng nổ thần thông đại thuật. Có tam thế thân hiển hiện, tránh qua, tránh né một kích này. Cái này, làm sao lại? Tam sinh đế chủ đều sắc mặt trắng bệch. Họa nguyên tế chủ đây là bị bức ép đến mức nóng này. Hắn phải thua, tam sinh đế chủ khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía quân tiêu giao. Hắn giờ phút này chỗ tán phát ra sóng chấn động, nhưng tam sinh đế chủ đều là cảm giác run rẩy, kinh hãi. Tam sinh đế chủ tại thời khắc này, dường như bỗng nhiên hiểu rõ. Vì sao sáng giới thiên hoàng không có lựa chọn hắn, mà là lựa chọn quân tiêu giao. Có lẽ, trong cõi u minh thật đúng là đã chú định như thế. Họa nguyên tế chủ, một chiêu này, đem thực sự kết thúc hết thảy. Quân tiêu giao tiếng nói truyền ra, uy danh long trọng lay thương khung. Chương 2719, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Thái Thượng. Quân tiêu giao quanh thân, vầng sáng hừng hực. Thời không đều phẳng phất bóp méo, vô tận khí thế mông lung. Quân tiêu giao chỗ thi triển ra, chính là vô thượng tiên pháp. Tha hóa tự tại đại pháp,
tha hóa tự tại đại pháp là một môn khó có thể tưởng tượng pháp môn, có khả năng hóa người khác chi thân, mượn người khác đạo quả, cùng tiểu túc mệnh thuật thông qua nhân quả đồ vật gọi ra chân linh khác biệt. Này tha hóa tự tại đại pháp là thật có khả năng ngược dòng tìm hiểu vô tận thời không, chiếu rọi người khác chi thân, mượn nhờ người khác đạo quả. Mà này loại pháp tiêu hao cũng là khó có thể tưởng tượng, dù sao dính đến thời không nhân quả các loại huyền diệu, đừng nói đại đế, chính là thần thoại đế đều khó mà mạo muội chạm đến này loại phương diện nhân quả. Cho nên tha hóa tự tại đại pháp là cực độ nghịch thiên pháp môn, mà cần thiết tiêu hao lực lượng tự nhiên cũng là khó có thể tưởng tượng. Cũng ngay tại lúc này, quân Tiêu Dao mượn nhờ thần linh pháp thân, lại lấy được giới hải vô tận bản nguyên chi lực gia trì, còn có chúng sinh tín niệm nguyện lực, mới có thể miễn cưỡng thi triển mà ra tới. Mà lại cũng không phải hoàn toàn thi triển, chẳng qua là hiển hóa ra trong đó một chút huyền diệu. Quân Tiêu Dao, tự thân quân Dao huyết mạch kích hoạt, đang sôi trào. Hắn ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, liên quan đến nhân quả thời không. Này vốn không phải quân Tiêu Dao hiện tại là có thể thi triển ra thủ đoạn, nhưng mượn nhờ loại điều kiện, quân Tiêu Dao sớm thể nghiệm được này loại pháp. Đây đối với quân Tiêu Dao mà nói, vốn là một cái khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Quân Tiêu Dao tự thân ý thức, phảng phất kéo dài đến cổ kim thời không trong năm tháng, du lịch trường hà, xem khắp chư giới, hắn phảng phất thấy được vô tận đại đạo, nhân quả, thời không, tuế nguyệt, thời gian đang lưu chuyển. Vô số huyền diệu tại quân Tiêu Dao trong lòng chảy xuôi. Sau đó, hắn dường như có một loại nào đó minh ngộ, ngược dòng tìm hiểu huyết mạch, cảm ứng được một loại nào đó tồn tại. Đó là ba cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức, chỉ là một luồng, cũng đủ để kinh thiên động địa, có thể hỗn loạn tuế nguyệt trường hà. Sau một khắc, quân Tiêu Dao đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt trầm tĩnh. Hắn hóa tự tại. Quân Tiêu Dao một câu, uy danh dung chuyển thương mang, khiến cho thiên địa càn khôn khí thế hỗn loạn, theo quân Tiêu Dao một câu hạ xuống. Thủy triều thời không phun trào, quy tắc chi quang nở rộ. Tại thiên địa mông lung ở giữa, có ba đạo mông lung thân ảnh, dần dần hiện ra. Xếp bằng ở chư thế phía trên, đặt chân ở đại đạo đỉnh, cái kia là không cách nào tưởng tượng ba đạo thân ảnh, vẻn vẹn chẳng qua là hiển hóa ra mông lung khí thế, cũng đủ để cho khắp thế gian đều kinh ngạc. Thậm chí, bởi vì này ba đạo thân ảnh, khí thế quá mức siêu nhiên. Thậm chí liền một luồng chiếu rọi chi thân, đều không thể hoàn toàn buông xuống, bởi vì sẽ ép băng toàn bộ giới hải. Cái đó là vô số người rung động. Thậm chí không cách nào nhìn thẳng, cảm giác phảng phất giống như là ba tôn tiên thần, nhìn xuống thương mang nhân gian. Vậy đơn giản vượt ra khỏi chúng sinh tưởng tượng. Thậm chí liền đặt chân ở thần thoại đỉnh tồn tại, đều xa vô pháp so sánh cùng nhau. Quân Thương Sinh, thấy cái kia ba đạo thân ảnh, cũng là thật sâu thở dài, đè xuống trong lòng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, quân Tiêu Dao lại có thể làm đến bước này. Cái kia ba đạo xếp bằng ở chư thiên phía trên thân ảnh, chính là quân gia Tam Thanh, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Thái Thượng. Mặc dù chẳng qua là ba đạo khí thế mông lung thân ảnh, đều đủ để chấn kinh thế nhân. Họa Nguyên Tế Chủ thấy này ba đạo mông lung tiên ảnh, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mang theo run sợ cùng không thể tin. Ngươi làm sao có thể? Họa Nguyên Tế Chủ tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao làm sao lại có được này loại nghịch thiên pháp, lại có thể triệu hồi ra bực này tồn tại? Họa Nguyên Tế Chủ, kết thúc. Quân Tiêu Dao đôi mắt lãnh khốc, hắn cảm giác tự thân các phương diện lực lượng tại cấp tốc tiêu hao. Quả nhiên, lấy cảnh giới bây giờ của hắn năng lực, mặc dù mượn nhờ thần linh pháp thân cùng khởi nguyên thánh thụ lực lượng, mong muốn thi triển ra một tia tha hóa tự tại đại pháp huyền diệu, cũng là có một ít miễn cưỡng. Bất quá đối phó trước mắt Họa Nguyên Tế Chủ, đích thật là đầy đủ. Oanh, quân Tiêu Dao trực tiếp ra tay, mượn nhờ quân gia Tam Thanh lực lượng. Một cỗ không cách nào tưởng tượng gợn sóng, bao phủ Họa Nguyên Tế Chủ. Cái kia là tuyệt đối áp chế. Ta là tận thế thiên khải, ta như thế nào bại? Họa Nguyên Tế Chủ gào thét. Tại thôn phệ tộc mẫu hoàng cùng phệ thiên tà ma vương sau, hắn tựa như hồi quang phản chiếu, lại lần nữa bắn ra diệt thế chi năng. Nhưng thì tính sao, hắn đối mặt có thể là thành đế quân Tiêu Dao, mượn nhờ khởi nguyên thánh thụ thậm chí toàn bộ giới hải lực lượng, chỗ thi triển ra kinh thiên một chiêu, tha hóa tự tại đại pháp, Tam Thanh hình bóng, căn bản không phải trước mắt lọt vào tầng tầng suy yếu Họa Nguyên Tế Chủ có thể chống cự. Nơi đó một mảnh vầng sáng hừng hực, thời không tuế nguyệt trường hà xen lẫn. Họa Nguyên Tế Chủ cùng thôn thế tà thần, đều là bị không cách nào tưởng tượng trùng kích, theo quy tắc phương diện bị diệt sát. Ngươi thật không quan tâm phụ thân của ngươi sao? Họa Nguyên Tế Chủ phát ra kinh thiên gào thét. Mà quân Tiêu Dao, mắt sắc nhàn nhạt. Hắn chẳng qua là phun ra một chữ. Điểm. Oanh, Tam Thanh lực lượng, bao phủ Họa Nguyên Tế Chủ. Sau một khắc, tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt. Một cỗ trước nay chưa có đen ám năng lượng, theo vân thiên nhai thân thể, bị buộc ra. Cái kia đen ám năng lượng,
uyển như từng tia từng sợi sợi tơ, gắt gao dây dưa Vân Thiên Nhai thân thể. Thế nhưng, tam thanh lực lượng cường đại rừng nào, có được không thể tưởng tượng nổi chi năng, không thể tưởng tượng nổi huyền diệu. Trực tiếp là chặt đứt họa nguyên tế chủ cùng Vân Thiên Nhai thân thể kết nối. Đến cuối cùng, đoàn kia đen ám năng lượng, biến thành một đầu dữ tợn đáng sợ quái vật hình người, răng nanh rét lạnh. Cái kia, mới là họa nguyên tế chủ bản thể. Diệt. Quân Tiêu Dao thôi động vô cùng mênh mông lực lượng, mượn nhờ toàn bộ giới hải chi năng, thôi động tam thanh lực lượng. Mênh mông gợn sóng, trực tiếp đem họa nguyên tế chủ cùng thôn thế tà thần đều bao phủ trong đó, đem hắn triệt để làm hao mòn. Không, như thế nào như thế? Họa nguyên tế chủ tiếng gào thét, chấn động hoàn vũ. Hắn là trăm triệu nghĩ không ra, chính mình cuối cùng, vậy mà lại vẫn lạc tại Quân Tiêu Dao cái này hậu bối trong tay. Còn chưa kết thúc, tận thế thiên khải sẽ không tiêu vong, tử vong sẽ theo hỗn độn phần cuối trở về, phá vỡ thương mang. Vĩnh hằng hắc ám đầu nguồn, đem trong tương lai thức tỉnh, cho thế gian mang đến trung cực tẩy lễ. Ta phảng phất thấy được ngày đó, vạn thế đều sẽ tàn lụi, cổ kim đều sẽ chôn vùi. Họa nguyên tế chủ, phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét, sau đó hình tiêu bỏ mình. Khí tức hủy diệt, hóa thành hỗn độn, cơ hồ đem trọn cái vĩnh ám chi uyên đều phá hủy, thiên địa phá toái, hư không loạn lưu phun trào. Tại đây diệt thế cảnh tượng bên trong, diệt thế đầu nguồn, đổ xuống giới hải thôn thế giả, họa nguyên tế chủ, thôn thế tà thần. Triệt để yên diệt, giờ khắc này, yên lặng như tờ. Giới hải đại quân, toàn bộ sinh linh, đều là ngốc ngốc, phảng phất chưa có lấy lại đến tinh thần. Vô số người thất thần, thậm chí cảm giác tựa như là giống như nằm mơ, có chút không chân thực. Thế nhưng, bọn hắn thấy cái kia triệt để bị phá hủy vĩnh ám chi uyên. Thấy cái kia triệt để tiêu tán ở thiên địa họa nguyên tế chủ cùng thôn thế tà thần. Nhìn xem cái kia một bộ áo trắng nhuốm máu, lại đồ sộ đạp đứng ở phá toái trong vũ trụ Quân Tiêu Dao. Bọn hắn biết, tất cả những thứ này, đều là thật, không phải là mộng. Bọn hắn thật thắng, làm phức tạp giới hải vô số tuế nguyệt hắc họa chi loạn. Tại một ngày này, giờ khắc này, triệt để bình định. Chương 2720, trấn áp tam sinh đế chủ, vạn thế đế bảng tái hiện thiên địa, quy về yên tĩnh. Huyên náo bình định. Trận này hắc họa chi loạn, rốt cục bị triệt để di bình. Chúng ta thắng. Hắc họa triệt để đã bình định, không phải phong ấn, mà là chân chính kết thúc. Ta còn sống, giới hải bảo toàn. Ha ha ha, ta vậy mà có thể còn sống thấy một ngày này đến. Tại ngắn ngủi tĩnh lặng về sau, chính là bạo phát ra kinh người tiếng hô. Giới hải đại quân, vô số nhân hoan đằng. Nhưng cũng có người, cười cười, liền rơi lệ. Một trận, bọn hắn mặc dù thắng lợi, nhưng cũng lưu lại rất rất nhiều tiếc nuối. Hiên Viên Thanh Tiêu, đứng ở hư không, quần áo nhuốm máu. Nàng khóe môi cũng là có một vệt cười, nhưng cùng lúc lại có nước mắt trượt xuống. Phụ thân, thành công, ngài một mực bảo vệ giới hải, sau này đem quay về an bình. Hiên Viên Thanh Tiêu nỉ non, cười cùng nước mắt đồng thời xuất hiện. Hắc họa một phương. Không, nghiêm chỉnh mà nói cơ bản không có hắc họa một phương. Bởi vì hắc họa đại quân, còn có phệ tộc mẫu hoàng, phệ thiên tà ma vương các loại. Trước đó đều bị thôn thế tà thần thôn phệ. Mà bây giờ, chỉ có tam sinh đế chủ cùng tam sinh cung điện chờ số ít thế lực đối địch, vẫn tồn tại như cũ. Tam sinh cung điện tam đại thủ tọa, giờ phút này sắc mặt đều là trắng bệch vô cùng, không có chút huyết sắc nào. Bọn hắn vốn cho là tam sinh cung điện đem tại tam sinh đế chủ dẫn đầu dưới, trở thành cuối cùng đến lợi người. Thế nhưng hiện tại thế nào, không phải bọn hắn không muốn chạy, mà là hiện tại, đã hoàn toàn không có cơ hội. Làm sao lại? Tam sinh đế chủ vẻ mặt thất thần, thì thào. Hắn thấy tận mắt, Quân Tiêu Dao diệt sát họa nguyên tế chủ cùng thôn thế tà thần. Hắn chưa từng hoàn thành thiên mệnh, Quân Tiêu Dao lại hoàn thành. A, tam sinh đế chủ muốn cười, lại cười không nổi. Hắn chỉ cảm thấy tất cả những thứ này quá mức hoang đường. Ẩn vào phía sau màn, vạn cổ mưu tính, bố cục kỷ nguyên. Không nghĩ tới, cuối cùng, đúng là công dã tràng. Mà càng làm cho tam sinh đế chủ đáy lòng chìm xuống chính là Quân Tiêu Dao tầm mắt, chuyển mà rơi vào trên người hắn. Quân Thương Sinh đám người cũng là mơ hồ đứng hàng phương vị khác nhau, khóa chặt tam sinh đế chủ. Rõ ràng, Quân Tiêu Dao sẽ không bỏ qua tam sinh đế chủ cái này mầm họa lớn. Chớ nói chi là, tam sinh đế chủ trước đó, đối Khương Thánh Y đại đạo tiên tâm, nổi lên lòng mơ ước. Đây càng là chạm tới Quân Tiêu Dao nghịch lân. Cho nên, tam sinh đế chủ, chắc chắn phải chết, không có chút nào nói nhảm. Quân Tiêu Dao cũng không có cái gì cùng tam sinh đế chủ dùng, hắn tu vi cảnh giới hiện tại. Mặc dù tăng thêm thần linh pháp thân cùng khởi nguyên thánh thụ lực lượng, hắn cũng không cách nào thời gian dài thi triển ra tha hóa tự tại đại pháp, cho nên Quân Tiêu Dao trực tiếp là tiêu hao lực lượng cuối cùng ra tay, ba động khủng bố bao phủ mà ra, tam sinh cung điện ba đại thủ tọa cơ hồ trong nháy mắt liền bị ép sập.
Tam Thanh lực lượng quá mức khủng bố, liền Họa Nguyên Tế chủ cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là bọn hắn. Ba đám xương máu tuôn ra, khiến cho hư không phá toái chấn động, Tam Sinh Đế chủ cũng là miệng phun máu tươi. Hắn hiển hóa tự thân pháp, có tam thế thân hiển hiện, uy năng mạnh tới cực điểm. Có thể nói, Tam Sinh Đế chủ là thật vô cùng mạnh. Tại dưới tình huống bình thường, thậm chí Họa Nguyên Tế chủ tự mình ra tay, nói không chừng đều không thể triệt để lưu hắn lại. Nhưng cũng tiếc, quân Tiêu Dao khả năng hiện giờ, quá mức khủng bố. Dù cho Tam Sinh Đế chủ cũng đỡ không nổi. Chờ chút, Tam Sinh Đế chủ bỗng nhiên thần niệm truyền âm. Chúng ta đều không phải người của thế giới này, vì sao không thể hợp lại? Chúng ta như hợp lại, toàn bộ Thương Mang tinh không, thậm chí chư thiên vạn giới, đều sẽ là chúng ta vật trong bàn tay. Chúng ta sẽ trở thành vị áp đảo cao hơn hết chúa tể. Tam Sinh Đế chủ thần niệm tại truyền âm, muốn cho quân Tiêu Dao cải biến ý nghĩ. Một cái vận mệnh hư vô giả, liền đầy đủ khủng bố nếu là hai cái vận mệnh hư vô giả hợp lại, thật là sao mà khủng bố. Nói không chừng thật có thể giống Tam Sinh Đế chủ trong miệng như vậy, hợp lại mưu tính thế giới, đem cả phiến thiên địa đều đạp tại dưới chân. Nhưng quân Tiêu Dao vẻ mặt bất động, mang theo một loại đạm mạc. Ta quân Tiêu Dao một người, ngày sau liền có thể chủ trưởng chư thiên, bao trùm cao hơn hết, trở thành cái gì vĩnh hằng duy nhất. Cần gì phải nhiều ngươi một cái. Tam Sinh Đế chủ biểu lộ cứng đờ. Quân Tiêu Dao trong mắt sát ý không giảm. Kỳ thật, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không tính là người hiếu sát. Nếu là ngày sau, thật có lại gặp được một cái vận mệnh hư vô giả, mà lại đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, cũng không có bất kỳ cái gì xung đột. Cái kia quân Tiêu Dao, nói không chừng thật là có hứng thú giao lưu trao đổi. Lại dùng quân Tiêu Dao khí vận hắn cảm thấy, có lẽ thật có khả năng này. Mà lại lần này gặp phải vận mệnh hư vô giả là Tam Sinh Đế chủ. Nói không chừng lần sau gặp phải vận mệnh hư vô giả, liền sẽ là cái muội tử. Nhưng bất luận như thế nào, Tam Sinh Đế chủ, trước đó nhiều phiên tính toán quân Tiêu Dao, cùng hắn là địch. Sau này lại đối Khương Thánh Y đại đạo tiên lòng có chỗ ngấp nghé. Quả thực là tại quân Tiêu Dao lôi trong vùng nhảy disco, nắm lôi đều đạp lần. Quân Tiêu Dao có thể lưu hắn mới có quỷ, lại không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Quân Tiêu Dao dùng tha hóa tự tại đại pháp, chấn áp hướng nhưng hắn cũng không có trực tiếp chấn sát Tam Sinh Đế chủ. Mà là tế ra khác một vật, chính là Tam Thế Đồng Quan. Tam Thế Đồng Quan, xưa cũ dày nặng, bên trên khắc nhật nguyệt tinh thần, cỏ cây trùng cá, mang theo một cỗ hoang mãng khí tức, là một kiện cực cổ khí. Quân Tiêu Dao muốn đem Tam Sinh Đế chủ đánh cho tàn phế đến không có chút nào uy hiếp về sau, lại trực tiếp chấn vào Tam Thế Đồng Quan bên trong. Về phần tại sao không trực tiếp giết? Bởi vì Tam Sinh Đế chủ toàn thân đều là bảo vật, vận mệnh hư vô giả, Tam Thế Đạo Thể, Hồng Mông Bản Nguyên các loại. Này chút, đều có thể hóa thành quân Tiêu Dao tư lương. Nếu là trực tiếp chấn sát, vậy đơn giản là phung phí của trời. Quân Tiêu Dao muốn vật tận kỳ dụng, đem hắn giá trị ép khô, lại đem hắn nghiền xương thành tro. Tam Sinh Đế chủ cũng là sáng tỏ quân Tiêu Dao ý nghĩ, phát ra chấn nộ thanh âm. Nguyên bản là hắn nghĩ tính toán quân Tiêu Dao, đạt được hắn vận mệnh hư vô lực lượng. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, thợ săn biến con mồi, hắn cũng là muốn trở thành quân Tiêu Dao thuế biến tư lương. Tam Sinh Đế chủ tự nhiên không cam tâm, thông suốt lấy hết tất cả. Tam Thế Đạo Thể, Hồng Mông lực lượng, các loại thần thông đại đạo nở rộ, gợn sóng mạnh đến cực điên. Nhưng vô dụng. Đối mặt tha hóa tự tại đại pháp, đối mặt quân gia Tam Thanh lực lượng, Tam Sinh Đế chủ căn bản không đối phó được. Chớ nói chi là, còn có quân Thương Sinh bọn người ở tại một bên, Tam Sinh Đế chủ trốn không thoát, cũng tránh không khỏi. Kết cục, đã được quyết định từ lâu. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng kinh thiên không cam lòng tiếng gào thét, Tam Sinh Đế chủ, bị quân Tiêu Dao đánh cho tàn phế. Tiêu mài đi mất lực lượng, sau đó bị chấn vào Tam Thế Đồng Quan bên trong. Lưu lại chờ quân Tiêu Dao ngày sau luyện hóa. Đến tận đây, hết thảy cuối cùng xem như triệt để kết thúc, vẽ xuống chấm hết. Đến mức còn lại một chút A Miêu A Cẩu, căn bản không cần quân Tiêu Dao lại ra tay, tự nhiên sẽ có người giải quyết. Tam Thanh hư ảnh tán đi. Chẳng qua là tại tán đi trong chốc lát, tầm mắt lờ mờ rơi vào quân Tiêu Dao trên thân. Còn có thần linh pháp thân, cũng là tán đi. Mặc dù có thần linh pháp thân, khởi nguyên thánh thụ lực lượng, quân Tiêu Dao cũng là cảm thấy một loại trước nay chưa có mỏi mệt, trong cơ thể trống rỗng. Đây là quân Tiêu Dao chưa bao giờ nhận thức qua cảm giác, hắn là thật sắp kiệt lực. Quân Tiêu Dao cảm giác trong óc hơi có chút mê muội, thân thể thoáng qua. Mà đúng lúc này, một đạo thân thể mềm mại, từ phía sau ôm lấy, nâng quân Tiêu Dao. Nghiêng mặt qua, chính là thấy được cái kia tờ nghiêng tuyệt chúng sinh tiên nhan khuôn mặt. Thánh y, ta không sao. Quân Tiêu Dao cười một tiếng trong cơ thể như có thần linh tụng kinh, bắt đầu khôi phục. Khương Thánh Y không nói gì, dùng đại đạo tiên tâm lực lượng, trợ giúp quân Tiêu Dao khôi phục. Những người khác, đều chiêm ngưỡng quân Tiêu Dao, đem hắn xem như cứu thế anh hùng.
chỉ có Khương Thánh Y, còn có số ít thân nhân, đau lòng quân Tiêu Dao. Nam nhân này, nhận chịu quá nhiều quá nhiều. Đúng rồi, phụ thân. Quân Tiêu Dao vừa nhìn về phía cái kia trôi nổi tại trong hư không Vân Thiên Nhai. Vân Trung Tử đã ra tay rồi, đang dò xét Vân Thiên Nhai tình huống. Mà đúng lúc này, trong hư không, bỗng nhiên có ầm ầm thanh âm vang lên, có mông lung khí lưu chuyển. Tình huống như thế nào? Vừa mới trầm tĩnh lại giới hải tu sĩ, lại độ khẩn trương, sợ lại muốn xuất hiện biến cố gì cùng ngoài ý muốn. Mà quân Tiêu Dao dường như đã nhận ra một loại nào đó khí tức. Ánh mắt lộ ra một loại vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu ngưỡng vọng thương khung. Chẳng lẽ là, tất cả mọi người là nhấc lên thần tâm. Mà để bọn hắn kinh ngạc chính là, hư không bên trong, đúng là có một quyển màu vàng kim bảng danh sách hiện lên ra tới,